con bồ câu nữa dữ. À con bồ câu nữa. Lấy cái viết mực để sẵn rồi đi ha. Cái viết mực chứ không nói cái viết lông ha. Chị ơi Thanh tranh thủ Thanh like một tiếng thôi nha mấy chị. Thanh like tiếng hồ thôi. Chiều nay có việc cho nên là về lại. Trời ơi chạy hai đứa hết trơn rồi. Vẽ cái gì? Vẽ con ma nè. Cái gì vậy? Vẽ con ma đi. Bà nói gì vậy? Bà nói gì vậy Linh? Bà nói gì vậy? Linh nó nói gì vậy? Chị nhận hai áo len rồi mà chất không ok, bán tới 150 vậy em. À, trời ơi cái đó mà chất không ok nữa hả chị? Trời trời áo đó là chất không ok nữa thôi. 70 chất là ok luôn á. Trời ơi em bán không đủ hết trơn luôn. Chị nhìn trên đồ của em là không đủ bán luôn á chị. Nè chị yêu đó, chị thấy không đó, em bán sạch sẽ không còn một cái nữa đó, không còn cái luôn á. Cái đó 150 này mấy như chị á, trời ơi cái đó là hàng len Quảng Châu, hàng xịn đó chị nha. Chị giặt đi nó đâu bị xù đâu, còn chị mua cái loại mà loại rẻ mấy chục ngàn là nó xù lông á chị. Em bán loại đó là nó không có xù á. Chú về kìa con ơi, chú đem mấy cái nước xả gì bán luôn. Thanh like một tiếng hồ thôi. Cái áo đó là em mặc rồi đó chị, em mặc rồi không bị xù lông luôn, không bị xù lông luôn á chị. Rồi bây giờ đây mấy chị ơi, ôi là mèn kẹp nè mấy chị, quá trời đẹp luôn. Hello Ngân Kenny, hello em yêu. À mấy chục vàng thấy không? Ai quá trời luôn. Mấy chị ơi, một mấy chị mua 3 phép chị đó. 3 phép thì là Thanh bán cho mấy chị 100 ngàn 3 phép. Thanh sẽ lấy cho mấy chị 3 màu. Đây, 3 phép thì là 3 màu nha mấy chị. 100 ngàn thôi mấy chị, con mấy chị là tha hồ diện luôn. Ha, con mấy chị tha hồ diện. Còn cái còn cái thùng không? 6. Dạ con thùng 8, thùng không á, 9. Dạ không. 15, 20. Rồi. Có cái gì gì đựng tiền cái đây. Lấy cái vỏ giùm gì đi, cái vỏ nào cũng được. Đây mấy chị ơi, Thanh sale sập sàn cho mấy chị luôn. Đây, mấy chị về cho con mình diện nha. Kẹp là 2, 4, 6, 8, 10. Một set gì là 10 cây nha mấy chị. 10 món nha, một set gì là 10 món nè. À, Thanh sale cho mấy chị một set thì là 35 ngàn. Mấy chị mua 3 set Thanh bán cho mấy chị 100 ngàn. Đó, Thanh sale cho mấy chị. Mày làm lũng lỗ gì ta, bỏ tiền rồi gớt tiền đó sao mày. Đó, Thanh sale cho mấy chị là 3 phép vậy đó, là 3 phép thì là 100 ngàn nha mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị nè. Đây đó, đẹp chưa mấy chị, nó chói cái ánh đèn mấy chị ơi, chói ánh đèn không thấy nè.
Đó, kẹp tóc cho bé nha mấy chị. Một set thì là 35.000 10 món nha. Một set thì là 10 món nha mấy chị ơi. Một set 10 món. Mấy chị mua 3 set thì là Thanh báo 100.000 thôi mấy chị. Còn mấy chị mua một set thì là 35.000. Nha, một set là 35.000, 3 set là 100.000 nha mấy chị. Đây mấy chị thấy nè, đẹp nhất mắt luôn ha. Mấy cái này mà chỗ kẹp lên tóc cho bé là cưng dữ lắm luôn. Cưng dữ lắm rồi, con này nó sao á. Rồi cái này là cái bàn chải đánh răng nè mấy chị. Đó, bàn chải thang tre nha mấy chị. Đó, lâu dữ lắm mà giờ mới có hàng. Lâu dữ lắm mà giờ mới có hàng nè mấy chị. Sumi nó chưa tắm. Đi vô nhà, vô nhà. Đi vô nhà. Đứa một cái rồi còn lấy gì nữa. Đi vô. Hôm nay có sale giày thể thao không? Không, hôm nay chị Thanh không có sale. À, chút xíu nữa, để coi còn kịp thời gian thì Thanh sẽ sale nha mấy chị. Đây, một cặp gì là 15.000 mấy chị. Bữa hổm chị nào dặn nè. Đó, bàn chải con nè. Lôi đầu nó vô anh. Một cặp gì là 15.000 nha mấy chị. Một cặp bàn chải là 15.000. Thanh tranh thủ Thanh like nhanh nha mấy chị. Tại Thanh like có 1 tiếng thôi nha mấy chị. Like có 1 tiếng thôi. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bàn chải thân tre nè. Một ủa nãy là lấy đủ cho khách rồi phải không ta? Sẵn này con chất sau lưng gì nè, chất sau lưng gì nè. Đây một cặp gì là 15.000 nha mấy chị. Bàn chải thân tre là Thanh sale cho mấy chị một cặp 15.000. Bữa trước các chị nào bữa trước chị nào dặn á, bữa nay mới có hàng á mấy chị. Lâu dữ lắm mà giờ mới có hàng á. Cái này bàn chải này là của cái này là của hàng của Nhật nha mấy chị, của Nhật lộn. Bàn chải này là bàn chải đánh răng của Nhật. Có đồ bộ bé trai 17kg có, nhưng mà hôm nay không có like đồ bộ nha. Hôm nay không có like đồ bộ nha mấy chị. Hôm nay Thanh like đồ gia dụng chút xíu thôi, Thanh xuống like rồi nha. Rồi cái này là băng keo cá nhân mấy chị. Cái này là băng keo cá nhân là không có bị thấm hút nước, không có bị thấm nước nha mấy chị. Đó, cái ví dụ mấy chị thương mấy chị mà bị hở, mấy chị dán là mấy chị đi tắm rồi mấy chị đụng nước không có sợ bị nước thấm vô trong vết thương. Cái này một hộp gì là 40.000. Thanh sale cho mấy chị, Thanh sale cho mấy chị là 3 hộp 100.000 luôn. Đó, 3 hộp 100.000 mấy chị. Số lượng còn có 8 hộp thôi, không còn nhiều nha. Có 8 hộp thôi. Một hộp gì là 40.000. Mấy chị mua 3 hộp Thanh sẽ bán cho mấy chị 3 hộp 100. Cái này là băng keo cá nhân này nè, trong đây nó có đủ mẫu luôn nè. Đó, mẫu lớn nè, mẫu tròn nè, mẫu nhỏ nè, mẫu trung, mẫu vừa nè. Rồi đó, đủ mẫu cho mấy chị luôn, một hộp gì có đủ mẫu luôn. Cái này là chống thấm nước nha mấy chị. Chống thấm nước luôn á. Cái này trong đây là tới 100 miếng rồi. 100 miếng rồi nha mấy chị. Đó, một hộp gì là 40.000, 100 miếng. Đó, miếng tròn nè, miếng nhỏ nè, miếng vừa vừa, miếng bự nè. Đó, 100 miếng một hộp vậy là 40.000. Mấy chị mua 3 hộp Thanh sẽ bán cho mấy chị 3 hộp 100.000. Đi vô chưa? Đi vô chưa? Đi vô nha. Đó, 3 hộp là 100.000 nha mấy chị. Bán sale cho mấy chị cho hết luôn á, tại vì Thanh còn có 8 hộp rồi, sale cho mấy chị luôn. Lấy cái kéo cho gì khui cái này luôn á. Lấy kéo nè. Tụi con xuống ngoài này nè. Đây mấy chị. Đó, nước xả quần áo cơm pho. Ồ là trời, lâu dữ lắm giờ mới có hàng đó mấy chị. Lâu dữ lắm luôn giờ mới có hàng lại. Cái này là nước xả cơm pho của Thái nha mấy chị. Đó, xả cơm pho của Thái. Một combo gì là 3 bọc. Một combo gì là 3 bọc là 60.000. 60.000 mấy chị mua combo 3 bọc Thanh bán cho mấy chị 55.000. 55.000 3 bọc nè mấy chị. 3 combo 3 bọc nè. Có kem mặt chữ A. Kem mặt chữ A. Kem mặt chữ A hình như Thanh hết rồi, Thanh có kem body thôi. Chữ A Thanh còn kem tắm trắng với sữa tắm với kem body thôi. Đây cái này là 3 gói gì là 55.000 nha mấy chị. Cái này là nước xả tôm kho của Thái. Một gói vậy là 580ml nha mấy chị. Một gói gì là 580ml. Đó, Thanh bán combo 3 gói vậy là 55.000 mấy chị. 55.000 combo 3 gói, chị nào lấy chốt giùm Thanh là
xã 55k, xã 55k nha mấy chị. Mấy chị lên Cú Pháp giùm Thanh là xã 55k nè. Có một combo gì là 3 gói là 55.000. Bạn chạy đến răng hồi chưa, chị nào đặt đó mà hết á. Cái gì? Nhìn là biết mua không được rồi. 50.000. Dịp Thái. ASEAN, Ada Ada. Ada Việt Nam đó. Ủa vậy hả? Thằng Thái, Ada gì đó. Cái đó giá mấy cả? Đây mấy chị ơi. Ô là trời, con Thanh là giờ nó mê say luôn mấy chị. Ủa sao nó quay vòng vòng nữa à trời. Là thấy lượt xem nó đi xuống là gì biết rồi. Đây mấy chị, mấy chị mua cái này về cho bé ha. Trời ơi, nó nói, tao nói nó ghiền nha mấy chị. Đó mấy vẽ, mấy chị vẽ lên nè. Đó mấy chị vẽ lên nha mấy chị. Trời ơi, con Thanh hồi chiều nó ghiền lắm. Mấy chị bấm cái nút này đó là nó tắt. Thấy chưa mấy chị, không có dính mực dính ơ gì hết trơn á. Mua cái này cho con mình xài nha. Đó nó về nó vẽ A U B C gì đó. Đó nó vẽ cái gì rồi, nó vẽ rồi nó thích thì nó xóa rồi đó. Đó một cái gì Thanh sale cho mấy chị giá 57.000. Bán duy nhất trên cái live này sale cho mấy chị một cái bảng. Cái bảng bảng viết tự xóa nha mấy chị, bảng viết tự xóa nè. Cái này là xài bằng năng lượng mặt trời nha mấy chị. Cái này là xài bằng năng lượng mặt trời, cái này là không có xài pin không có gì hết. Đó, cái này là bằng năng lượng mặt trời. Cái này mấy chị mua về cho con mình xài đi, là nó không có coi tivi hay là không có điện thoại chân, nó ngồi nó vẽ nó mê say luôn, vẽ cái này cái kia, vẽ xong không thích thì xóa. Ở đây nó có cái công tắc nè. Công tắc là bật mở nè. Đó, rồi cái này là mình chỉ việc cho nó vẽ nè. Đó, vẽ a á ớ bờ cờ gì đó không biết, vẽ hoài luôn, không có hết mực, không có gì hết trơn ha. Đó, không vẽ xong rồi xóa bỏ. Đó, mấy chị thấy không? Rất là xịn sò luôn. Thanh sale trên cái like này, duy nhất trên cái like này là 59.000 cho mấy chị. 59.000 nha, 59.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bản tự xóa 59k. Mấy chị thấy Thanh đăng bài không? Một cái 75.000. Nhưng mà giờ Thanh bán trên live này có 59.000 cho mấy chị thôi. Bản này xài không sợ hết pin hay cái gì hết trơn, không sợ hết pin, không sợ hết mực gì hết nha. Nó xài bằng năng lượng mặt trời. Mua cái này cho con mình xài. Mua cái này cho con mình chơi á, là nó sẽ hạn chế điện thoại với tivi nha mấy chị. Bản tự xóa ok quá thiệt. Em lên giùm chị là bản tự xóa 59.000 đi em. À, cái này giá thị trường là 90 mấy ngàn đó mấy chị. Giá thị trường người ta bán là 90 mấy ngàn nha mấy chị. Thanh bán cho mấy chị hôm nay trên cái like này vui nhất. Bộ đó 195. À, em lên em chốt giùm chị là bản tự xóa 59k giùm chị đi Quốc Kiệt ơi. Lên giùm chị là 59k nha. Bản tự xóa 59k để chị lên đơn ơi cưng. Nghe cục vàng. Ê chị nào. Rồi ok cục vàng nè. Duy nhất trên live hôm nay nha mấy chị, còn sau cái live này mấy chị mua là giá khác nha. Sau cái live này mấy chị mua là sẽ là giá khác nha mấy chị. Chưa kết nối được với máy in bị lỗi gì vậy Cảnh? Bảy chục. Rồi giờ làm sao? Ở đây không có nơi thấp. Cảnh kiểm tra cái máy dùm gì cho con. Ok quá tuyệt nè. Rồi cái máy nó bị. Kiểm tra cái máy dùm gì ấy. Ủa?
văng ra, từ từ đợi Thanh xíu nha. Trời ơi, lại có 1 tiếng đồng hồ thôi mà cũng bị trục trặc kỹ thuật nữa. Rồi chị nào lấy bảng tự xóa thì chúc mình thay là bảng tự xóa nha mấy chị. Đây bảng tự xóa nha mấy chị ơi. Đó, bảng tự xóa luôn mấy chị. Ô là trời, cái này con mình xài là ok luôn á. Nghe nó chơi cái này là không điện thoại, không tivi gì trơn á. Con Thanh nào chịu giờ là nó về là nè, Thanh cho nó thử một cái là trời ơi, nó ghiền, nó chơi say xưa luôn mấy chị. Đây chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, bảng tự xóa 59.000. Mấy chị lên cú pháp giùm Thanh là bảng tự xóa 59k, bảng tự xóa 59k. Không xài mực, không sợ hết mực, không sợ hết pin nha. Cái này xài bằng năng lượng mặt trời. Rất là tốt cho bé nha mấy chị nha. Bé chơi cái này là hạn chế tivi, hạn chế điện thoại nè. Đó, làm cho bé giống như là có cái kỹ năng mà bé tập viết nè, tập vẽ nè. Đó, bé thỏa sức trên cái bảng này. Cái này nó giống như cái iPad rồi mấy chị. Đó, nó giống như cái iPad di động rồi mấy chị, thấy không? Ở sau đây nè, nó có cái công tắc này mấy chị, công tắc bật mở này nha, công tắc bật mở. Đó, còn cái này là cái cây viết nè. Cái cây viết nha mấy chị có thể treo lên tường cho bé đứng vẽ, hoặc là bé có thể cầm bé vẽ luôn. À, mấy chị bật cái công tắc lên. Rồi mấy chị vẽ nha. Đó, vẻ á ớ bờ cờ đó, bé có thể thỏa sức vẽ không có hết mực hết gì hết trơn nha mấy chị. Đó, không hết mực không gì hết trơn nha. Khi bé vẽ xong nha mấy chị, bấm cái nút xóa. Đó là nó sẽ sạch luôn, xóa sạch luôn. Đó, hôm nay Thanh sale trên cái like này 59.000, mấy chị không mua tiếc lắm. Thanh đăng bài là anh bán 70 mấy ngàn đó mấy chị. Đó, Thanh sale trên cái like này duy nhất trên sale có 1 tiếng đồng hồ thôi mấy chị ơi. 59.000 mấy chị lên chốt giùm Thanh là bảng tự xóa 59k nha mấy chị. Bảng tự xóa 59k là chốt đơn thành công nha mấy chị. Đó, có 50 mấy ngàn thôi, nó rẻ. Nó rẻ mà nó giúp ích cho con mình đó mấy chị nha. Đồ chơi gì á, một món gì cũng giờ 100 mấy rồi. Cái này Thanh sale cho mấy chị giống như là cho con mình trải nghiệm chơi, rồi nó cũng tốt cho con mình nữa nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bảng tự xóa. Rồi còn cái này là bột đậu nành nha mấy chị ơi. Bột đậu nành, cái hũ này Thanh sale cho mấy chị 60.000. 60.000 mấy chị quậy làm nước uống. Trời ơi, nó ngon dữ lắm mấy chị nha. Quậy làm nước uống, cái bột đậu nành này là rang bằng tay rồi xay ra mấy chị nha. Rất là bổ luôn mấy chị. Uống nó nè, vừa bùi nè, béo nè, thơm nè. Đó, cái này một hộp gì 60.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bột đậu nành 60k. Bộ này là hàng thiết kế, bộ này là ba, tính chị 300 đi. 300. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bột đậu nành 60k nha mấy chị. Mấy chị mua 2 hộp Thanh sẽ bán mấy chị giá 100.000. Đó, một hộp là 60.000. Mua 2 hộp giá 100.000 2 hộp nha. Mấy chị lấy thì chốt giùm Thanh là đậu nành một hộp là 60, mua 2 hộp là tính giá 50 nha mấy chị. 2 hộp là 100.000. Mua một hộp là 60, mua 2 hộp là 100.000 nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là đậu nành nha, bột đậu nành. Còn cái này bữa nay Thanh sale khủng cho mấy chị luôn nè. À, bữa nay Thanh sale cho mấy chị 3 gói 50.000. 3 gói 50.000 tấm trắng, mấy chị mua 6 gói Thanh sẽ tặng cho mấy chị thêm 1 gói là 7 gói nha mấy chị. Mua 3 gói 50.000, mua 6 gói là 100.000, tặng kèm cho mấy chị 1 gói luôn ha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là tấm trắng hồng sâm, cái này là Thanh về số lượng này khủng luôn đó mấy chị. Đó, Thanh về số lượng là 1.000 bọc, 2.000 bọc đó mấy chị. Cái này là Thanh về Thanh bỏ sỉ cho xì ba á mấy chị. Đó, Thanh sale cho mấy chị combo 3 bọc gì là 50.000 nè. Đó, combo 3 gói gì là 50.000. Mấy chị mua 6 gói Thanh sẽ tặng thêm cho mấy chị 1 gói là 7 gói là 100.000 nha mấy chị. Đó, chị nào lấy thì chốt giùm Thanh luôn ha, tấm trắng hồng sâm. Hồi sáng chị nào, hồi trưa chị nào mà không có xem được like của Thanh á, mấy chị chia sẻ like giùm Thanh nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ like giùm Thanh, Thanh sẽ bán giá sale cho mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ like đi, Thanh bán giá sale cho mấy chị. Hồi trưa chị nào chưa mua kem đánh răng, bây giờ mua kem đánh răng nè. Thanh còn có 4 chai thôi mấy chị. Còn có 4 chai kem đánh răng thôi, Thanh sale cho mấy chị với giá là 35.000. Đó, mấy chị không mua uổng lắm. Giá thị trường là 49 hoặc là 50.000 một chai. Rẻ nhất cũng là 45.000. Bây giờ Thanh sale cho mấy chị giá có 35.000 thôi. Kem lô sấp thái nha mấy chị.
kem đánh răng Closet Thái nha mấy chị ơi. Một chai vậy là sale cho mấy chị có 35 ngàn. Không biết có ổng bình luận không trời, mà sao không thấy một người chị nào thấy Thanh thì chấm chấm bài giùm Thanh đi. Chấm chấm bài giùm Thanh đi. Đó, chị nào thấy Thanh thì chấm bài giùm Thanh đi mấy chị. Đó, chị nào thấy thấy Thanh thì chấm bài giùm Thanh đi, để Thanh ngồi Thanh nói hoài mấy chị. Đây cái này là 35 ngàn một chai kem đánh răng lơ sắp thái nha mấy chị ơi. Nó có 35 ngàn thôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là kem đánh răng 35k. Chốt giùm Thanh là cú pháp là kem đánh răng 35k nha mấy chị. Còn có 4 chai hồi chưa chốt gần hết rồi. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Kem đánh răng 35 ngàn. Đây cái này nước xả quần áo mới về luôn 100 thùng nha, mới về luôn 100 thùng nè. 3 gói vậy là 60 ngàn, nhưng mà hôm nay Thanh sale cho mấy chị 55 ngàn 3 gói. Ô là mèn một. Mấy chị mua ở ngoài tiệm một, mấy chị mua ở ngoài tiệm một một gói vậy là 30 ngàn hoặc là 32-35 ngàn rồi. Đó, mua một gói nhỏ vậy nè. Mà cái này bây giờ Thanh sale cái này là combo Thái nha mấy chị. Dầu xả, dầu xả quần áo, nước xả quần áo nha. Nước xả quần áo Comfo Thái Thanh sale cho mấy chị luôn, 3 gói vậy cả 55 ngàn thôi mấy chị. À, cái này là mùa mưa rồi mấy chị xả, cái này là quần áo mình nó thơm lắm mấy chị nha. Cái này là nước xả Comfo Thái 3 gói combo, 3 gói gì nè, 1, 2, 3, 1 bịch nó đóng gói sẵn gì nè. 3 gói gì là 55 ngàn. Mấy chị chốt giùm Thanh là Comfo 55k nha mấy chị. Comfo 55k. Còn cái kẹp tóc nè mấy chị, kẹp tóc nha, một set vậy là 35 ngàn 10 cây. Đó, một set tóc nha, kẹp tóc cho bé gái nè, 35 ngàn một set. Mấy chị mua 3 set thì Thanh bán cho mấy chị 100 ngàn 3 set nha mấy chị. Đó, 100 ngàn gì là 3 set kẹp tóc nha mấy chị. Đủ mẫu luôn, thấy cưng dữ lắm luôn. Đó, mình kẹp tóc cho bé mình nha, đi học gì đó. Mình diện cho bé đi, thấy cưng dữ lắm luôn. Một set thì là 10 một set gì là 10 món nè, 35 ngàn một set. Mấy chị mua 3 set thì Thanh sẽ bán cho mấy chị 3 set 100 ngàn nha. 3 set kẹp tóc thì có 100 ngàn thôi. Đây nè mấy chị coi nè, thấy cưng chưa. Đó, đủ hình luôn nha mấy chị, đủ hình luôn. Thanh sẽ lấy 3 set khác nhau cho mấy chị nha, 3 set khác nhau cho mấy chị luôn nè. Thấy cưng quá nè, đủ màu sắc luôn mấy chị. Dưa hấu nè, cam nè, bông mai gì nè, ô tá lã hết trơn nha. Một set 35 ngàn, 3 set là 100 ngàn. Ồ mấy chị ơi, cái mạng nó yếu quá, với lại mấy chị xem ít quá mấy chị. Nếu Thanh ngồi Thanh làm biến like với mấy chị. Đẹp không? Bả cao cái mặt đẹp không? Chia sẻ like đi mấy chị, bây giờ chia sẻ ta, chia sẻ like mạnh mạnh tay lên mấy chị. Chia sẻ like mạnh tay lên mấy chị ơi. Đây nước hoa bùn kính 4 chai 50 ngàn. Nước hoa bùn kính 4 chai 50 ngàn nha mấy chị. 50 ngàn 4 chai nước hoa bùn kính. Bây giờ bán cái giá là à, mua bây giờ chơi sập sàn luôn. 4 chai tặng chai lỗ sập máu, đúng không? 4 chai 50 ngàn bán tặng chai luôn. Đó, bây giờ chơi lớn luôn nè. 4 chai 50 chia sẻ like tặng chai luôn mấy chị. Đó mấy chị chia sẻ like là 4 chai 50 ngàn tặng một chai luôn. Thanh chơi lớn luôn mấy chị. Đó, chị nào chia sẻ like là mua với giá là 4 chai 50 tặng một chai nha. Với điều kiện là chị nào chia sẻ like nha mấy chị. Ế quá rồi, bây giờ phải chia chơi chiêu này rồi. Mấy chị chia sẻ like đi nghe. Chia sẻ like thì mới mua được cái giá này nha. 4 chai 50 ngàn tặng thêm một chai. Đó là mấy chị chia sẻ like á. Rồi có chị nào mua nước hoa bùn kính không? Hồi chưa bán 4 chai 50 mấy chị mua quá trời. Bây giờ mấy chị chia sẻ like giùm Thanh cái nè. Là 4 chai tặng chai mấy chị, mạng bữa nay nó bị lấy rồi. Mạng bữa nay bị yếu chán quá mấy chị ơi. Đây lăn nách. Lăn nách hồi chưa chị nào chưa mua bây giờ mua nè, 45 ngàn. Lăn này là hiệu phèn đá nha mấy chị. Lăn nách này là hiệu phèn đá, một chai gì là 45 ngàn. Nó ngay đợt khuyến mãi nó tặng thêm cho mình một cái chai serum chị đặc trị mùi hôi, khử mùi hôi nha.
Đó, ngay đợt khuyến mãi nó mới có cái chai này, còn bình thường mấy chị mua là không có cái chai này nha. 45.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh là lăn nách 45k. Vô trong. Mấy chị ơi, mấy chị đâu mất tiêu hết trơn rồi, đâu hết trơn rồi. Bàn chải đánh răng 2 cây 15.000. Bàn chải than tre nha mấy chị. À, bàn chải than tre 2 cây 15.000 mấy chị. Quá rẻ, quá rẻ. Ống rộng thì nó còn, cái ống tấm thì còn nhiều. Đó, 2 cây bàn chải đánh răng. 15.000 2 cây. Chị nào lấy chốt kinh Thanh luôn. Bữa nay Thanh like hơi sớm cho nên là có những khách không có không có biết, thường 7 giờ Thanh mới like. Nhưng mà hôm nay Thanh kẹt cho nên đó là Thanh like sớm. Mấy chị ơi, cái này là cái chai này là đặt chị nấm nè. Chị nấm nè, chị nước ăn tay chân nè. Rồi chị lát lông ben lùng đồng tiền gì. Cái chai này rất là hay nha, 35.000 một chai. Nha, 35.000 một chai, mấy chị mua 3 chai Thanh sẽ bán mấy chị 100.000. Cảnh này con nói chú gì chưa ăn cơm, đợi chút xíu nữa mình vô về ăn. Đây, cái này là 3 chai 100.000 nha mấy chị. Cái này là chai chị nấm. Chai chị nấm 35.000 một chai, 3 chai 100.000 mấy chị ơi. Mấy chị đâu mất tiêu hết trơn à. Nếu mà không chị, mấy chị không mua gì hết thì Thanh xuống like nha. Ngày mai Thanh like nha mấy chị. Mạng nó bị gì. Ok, mình bị bích liên nè, 320 bớt 20.000 rồi. Mấy cái đó hàng thiết kế, hàng này chị mua chỗ khác em bảo đảm chị không bao giờ có. Không có chỗ khác không có bán cái này luôn á chứ. Thì bộ của em mới bán chị 300 đó chứ, còn nhiều em đâu có bán chị giá 300. Cái đó, cái trụ cái màu nó xuất sắc luôn. Cái đó chỉ có một màu thôi nhưng mà anh đủ size. Chứ không phải là nó nhiều màu, nó có một màu mà anh đủ size. Bây giờ cái bộ đồ này chị đi may thôi, chưa chắc thì nó đẹp như vậy. Mà tiền may thôi mấy trăm ngàn rồi. Cái đó hàng thiết kế đó. Bảo đảm chị đi hết cái Cần Thơ này không có ai có bộ đồ giống vậy luôn. Rồi kem đánh răng hồi trưa, chị nào chưa mua giờ mua đi nha mấy chị. Còn có 4 chai là lấy luôn giùm Thanh đi mấy chị. Còn có 4 chai thôi nha. Đây đây, cái set set nước hoa mấy chị ơi. Set nước hoa nè, sale cho mấy chị luôn 40.000. Đây, set nước hoa sale cho mấy chị 40.000 nè. Set nước hoa này là nó thơm lắm mấy chị. Nó có chai tí vậy nè. Đó, chị nào muốn thơm mà nhỏ gọn á thì lấy cái này nha. Đây, set nước hoa. Bên đây không mở đâu. Đi mở bên đây. Đây, xếp nước hoa nè mấy chị. Trong đây nó có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 chai. Đó, cái này là xếp nước hoa nhí mini nha mấy chị ơi. 20 chai, đủ mùi, đủ vị luôn nha mấy chị. 20 chai sale cho mấy chị 40.000 nha. 40.000 20 chai nè. Nó thơm dữ lắm mấy chị. Mấy chị có thể bỏ trong túi xách được mấy chị nha. Cái này là nước hoa tét nha mấy chị, nước hoa tét nha, chai mini nha mấy chị. Một set vậy, một hộp gì là 40.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, nó đủ mùi trong đây luôn. Ở ví dụ như mấy chị về lấy cái chai đó mấy chị xài thơm ok, mai mốt chị mua cái hiệu đó đó, mua cái hiệu đó mà chai lớn nha. Trong đây là có là 20 loại luôn á, 20 chai 20 loại luôn. Một hộp gì là 40.000 nè. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là test nước hoa nha, test nước hoa 40k. Test nước hoa 40k nha mấy chị. Rồi cái này là cái hộp cao gừng. Cao gừng nha, cao gừng Thanh sale cho mấy chị 120. Ủa cao gừng nó không có ghi giá trời. Cao gừng Thanh còn 2 hộp. Hello em yêu.
Like cái tới 8 giờ là nghỉ nha. Tay cao gừng Thanh còn có hai hộp cho mấy chị. À, mấy chị muốn eo thon phải không? Muốn giảm mỡ nha, mấy chị bôi cái này cho Thanh nha. À, mấy chị bôi buổi sáng hoặc là buổi tối nha. Một hộp gì là có 120 thôi mấy chị. Một hộp cao gừng Thanh sale cho mấy chị 120 nha. Cao gừng tan mỡ. Còn hai hộp chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Đây có tem nè. Tem chống hàng giả luôn nha mấy chị, tem kiểm định luôn nha. Một hộp gì 120. Mấy chị Thanh còn có hai hộp thôi. Rồi ok Phạm Yến một hộp nè. Rồi Thanh còn có một hộp thôi nha mấy chị. Còn có một hộp thôi nha. Nó mới làm mấy ngày nó mua cả đống luôn kìa. Mẹ hỏi sao không thiếu nợ nè má, đơn nè. Nè đơn nè, cái này coi chừng bể cái đó là cái bản tự. Rồi Thanh còn một hộp nè, chị nào giúp vé luôn đi. Hộp cao gừng tan mỡ nha mấy chị. Trời ơi mấy chị biết là Thanh đó là lúc Thanh có bầu á nha, Thanh đẻ em bé nha. Là Thanh 60 mấy ký đó mấy chị, mà giờ Thanh ốm vậy là mấy chị biết là Thanh xuyên cỡ nào à. Cái môn nào Thanh cũng chơi hết trơn á. Đó, nịch bụng nè, rồi tho tan mỡ bụng nha. Ai nói chung là cái môn nào Thanh cũng làm hết trơn á, để được dáng đẹp là làm hết mấy chị. Đó, còn một hộp 120 cao gừng. Cái gì? Thì y như giá cũ hỏi gì. Rồi một hộp 120, còn một hộp nè mấy chị. Còn một hộp nha, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn đi mấy chị. Phương Thanh chốt giùm Thanh luôn. Còn cái này là mascara mấy chị ơi. Mascara này Thanh sale cho mấy chị luôn 130, hàng xe xịn cao cấp nha mấy chị. Cái này là mình quét lên là cái mình không có bị ví dụ mấy chị có bị trời mưa không có bị sợ bị lem nè, không sợ bị lem mà cái sợi mi mấy chị rất là tự nhiên nha. 130, mascara Thanh còn một cái duy nhất sale cho mấy chị 130 nè. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là mascara 130, lên giùm Thanh là mascara 130 nha mấy chị. Còn cái này là dung dịch vệ sinh nè mấy chị. Ô là mèn, ai cũng hỏi vậy nè. Ô bà Thanh ơi, cái dung dịch vệ sinh gì mà nhìn nó giống chai nước hoa vậy? Là mấy chị biết là cái độ xịn sò của nó rồi ha. Đây. Nó thơm lắm mấy chị ơi, thơm lắm. Nè mấy chị xịt ra giống như là nước hoa vậy mấy chị. Cái này là dung dịch vệ sinh nha mấy chị, dung dịch vệ sinh phụ khoa đó nha mấy chị ơi, mà nó làm trong cái hộp này cao cấp chưa. Hàng này là hàng có thương hiệu nha mấy chị ơi. Đây có tem nè, tem chống hàng giả nè. Tem kiểm định mà chống hàng giả nha mấy chị. Cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 180 ngàn. Đây còn đúng 2 chai nha mấy chị, còn đúng 2 chai nha. Thanh sale cho mấy chị 180 ngàn cái dung dịch phụ khoa. Dung dịch phụ khoa nha mấy chị 180 ngàn. Hàng này hàng xịn nha, hàng xịn không phải hàng thường nha mấy chị. Hàng của công ty á nha. Đó 180 ngàn. Người ta bán 200 mấy, Thanh bán cho mấy chị 180 thôi. Thanh còn hai hộp Thanh sale cho mấy chị luôn. Đó xịn cho mấy chị. Mua về cái hộp này. Một bộ hả? Đó chị nào lấy chốt giùm Thanh là dung dịch phụ khoa. Chốt giùm Thanh là dung dịch phụ khoa 180. Nghe mấy chị phụ nữ mình nó sạch nè. Cái thơm nè, mấy chị rửa cái này nha. Mấy chị rửa cái này đó là nó sạch nè, nó không có bị hôi, không có bị nói chung là nó chị rất là, cái này hình như là Thanh nghe nói là mình sử dụng lâu rồi nó hiệu quả là nó sẽ làm hồng hoặc là nó chịu thâm đó mấy chị. Hay lắm nha. Cái này hay lắm. Mối Thanh xài rất là nhiều. Cái này nó có hai loại, một loại là gel với một loại là nước, dạng nước. Đó, còn hai hộp Thanh sale cho mấy chị 180 thôi, cái đó là 200 mấy đó. Hộp đó là 200 mấy, Thanh sale cho mấy chị 180 thôi nha. Em đánh răng còn 4 hộp mà năn nỉ hoài không ai lấy, trời, bán sale mà không ai lấy luôn. Đó, cái này có 35 ngàn thôi mấy chị. Còn có 4 hộp mà bán giá sale luôn mà năn nỉ hoài không ai mua. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là kem đánh răng đi nha mấy chị, kem đánh răng. Còn cái bàn chải đánh răng này là mới vừa về cái sọt luôn nè. Bàn chải đánh răng than tre nha mấy chị. Đó, cái này của Nhật nha mấy chị ơi. Cái bàn chải đánh răng này là của Nhật nha. Thanh sale cho mấy chị luôn, một cặp cũng 15 ngàn. Kem đánh răng Thúy Băng, à hồi trưa là em lên giùm chị là kem đánh răng 35k đi. Thêm giá tiền vô giùm chị, tại vì không thêm giá tiền vô nhiều khi không có nhớ. Tại vì cái lúc like là chị sale cái giá đó, lúc chị bán là bán cái giá khác. Cho nên là mấy chị mua trên like thì nhớ kèm giá tiền vô cho Thanh để mấy đứa nó tính tiền nó dễ đường tính á.
một cặp bàn chải 15 rồi, ok cục vàng nè, kem đánh răng lên, kem đánh răng giá tiền giùm chị Thanh luôn. Rồi kem đánh răng 35 luôn nè. Đó, trời ơi kem đánh răng nè. Bán rẻ mà năn nỉ quá trời luôn mấy chị, bán rẻ mà năn nỉ quá trời luôn. Đó, kem đánh răng còn 3 hộp, chị nào lấy chốt Trình Thanh luôn đi, hết trơn luôn rồi đó mấy chị, còn có 3 hộp là hết rồi đó. Em 4 bàn chải đánh răng. Rồi ok cục vàng. Rồi Phạm Yến 4 bàn chải luôn nè. Đó, bàn chải đánh răng nha mấy chị, Thanh sẽ lấy cho mấy chị đủ màu nha. Rồi Phạm Yến nè. Rồi một cặp bàn chải. À, ngân canny, ok ngân canny nè. Trời ơi, phải nhân ra luôn. Rồi một cặp bàn chải ngân canny nè, cặp có 15 ngàn mấy chị. Đó, một cặp có 15 ngàn thôi, quá rẻ luôn mấy chị. Đó, một cặp có 15 ngàn thôi, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn đi ha mấy chị. Đây kem đánh răng còn có 3 chai nè. Năn nỉ, trời ơi bán giá sale mà còn năn nỉ nữa mấy chị. Năn nỉ cho mấy chị mua đây. Năn nỉ cho mấy chị mua nè, rẻ quá trời luôn à. Đó, 35 ngàn một cây bằng chải kem đánh răng Close Up. Close Up nha. Của Thái nha mấy chị. Một cây bằng chải với một cây kem đánh răng có 35 ngàn thôi. Mấy chị mua ở ngoài là hình như là 55 ngàn. Thanh nhớ không lầm là 55 ngàn. Ok chị Kim Liên nè, một cặp bàn chải nè. Đó, bàn chải Thanh bán một cặp có 15 ngàn. Mấy chị mua bao nhiêu cặp thì lại chốt bao nhiêu cặp nha. Mua nhiều nhiều đi, bàn chải này cái này là thiết yếu luôn á. Hàng này thiết yếu luôn cho nên là mấy chị khỏi lo. Rồi kem đánh răng luôn, còn 3 chai. 3 chai là hết rồi mấy chị. Mấy chị về mua về rẻ xài rồi mấy chị năng là mấy chị kiếm nữa không có đâu nha. Thanh còn có mấy chai Thanh sale hết cho mấy chị luôn á. Còn bàn chải đánh răng chị nào chưa lấy thì lấy nè. Kem đánh răng lấy hết gửi về nhà mẹ Thanh. Kem đánh răng lấy hết gửi về mẹ Thanh. Dạ kem đánh răng để về bữa. Về bữa em đem về cho chị luôn hay là sao? Tại vì 21 là 21 âm, 21 là 21 âm lịch đó là em về dưới. Rồi có gì em đem về cho chị luôn. Rồi kem đánh răng là hết nha mấy chị. Ghi 35 ngàn dùm gì chứ con. Rồi một kem đánh răng, dạ em hết rồi chị. Em hết rồi chị Kim Liên ơi. Hay là lấy cho chị Kim Liên đi rồi còn cái kia gì lấy sao. Ok chị Kim Liên kem đánh răng nè. Nè Kim Liên nè. Còn cái kia để gì mốt hàng về nữa chị gì lấy cho chị Kim Tâm thêm nữa cho đủ. Rồi bàn chải đánh răng một cặp 15 ngàn mấy chị. Bàn chải đánh răng là của Nhật nha mấy chị ơi. Cái này là của Nhật nha mấy chị, than tre. Bàn chải than tre này mấy chị không tin mấy chị ra ngoài tiệm mấy chị hỏi bàn chải than tre này là người ta bán cho mấy chị nhiêu là mấy chị biết nha. Trong siêu thị cũng có. Cái này trong siêu thị cũng có nữa nè. Ở mấy chị vô siêu thị hoặc là mấy chị ra mấy tiệm bán có kem bàn chải đánh răng nè. Mấy chị hỏi là một cây bao nhiêu là mấy chị biết liền nha. Thanh sale cho mấy chị, Thanh về số lượng nhiều lắm. Thanh sale cho mấy chị một cặp có 15 ngàn thôi. Cái này bộ hổm hình như là cái gì nhỏ gì nhớ không, chừa cho nó xong rồi nó không chịu, nó lấy mấy cái này cái gì. Rồi chị nào lấy chốt giùm Thanh là bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng than tre nha mấy chị, một cặp 15 ngàn. Đây mấy chị ơi, cái này nước xả Compho, nước xả Compho mấy chị. Chị nào chưa, mấy chị chưa ở nhà mình mà hết hoặc là chưa hết mấy chị mua để dành đi. Bữa nay Thanh sale có 55 ngàn một combo 3 gói mấy chị. Đó, một combo 3 gói mấy cái này là Thanh bán là Thanh đóng gói rất là cực khổ. Tại vì sợ nó bị bể, sợ nó bị chảy mấy chị. Đó cho nên đóng gói rất là cực khổ. Nhưng mà Thanh bán vẫn giá sale cho mấy chị. Bán giá rẻ cho mấy chị đó, mấy chị xài nha. 55 ngàn 3 gói mấy chị, mỗi người mua 1 set, mỗi người mua 1 set để dành xài đi mấy chị. À, ok, 4 bàn chải đánh răng. Vậy ba ta trong cái bọc, trong cái thùng này nè. Trong cái thùng đó đó. Tối nay chị mua mai gửi chung luôn. Dạ ok chị. Rồi Thu Thu nè, Thu Thu 4 bàn chải đánh răng nè. Ở cái bàn chải này là khách của Thanh mua nhiều lắm. Khách của Thanh mua nhiều lắm cho nên là mấy chị yên tâm nha. Bàn chải này lâu dữ lắm mới có hàng lại á. Rồi Thu Thu 4 bàn chải đánh răng nè. Cái đó có đèn á. Có. Bóp nó một cái.
Đây rồi, cái này Thanh sale cho mấy chị 55.000 thôi mấy chị, 55.000 ba gói nha mấy chị. Lúc trước Thanh bán là ba gói gì là 100.000. Combo ba gói 100.000. Bây giờ giá cực kỳ sốc luôn, 55.000 ba gói. Quá đẹp, quá rẻ luôn mấy chị, 55.000 ba gói nha. Bữa trước là bán là nước xả ok chị Quỳnh đang si nè. Đó, bữa trước Thanh bán là ba gói gì là 100.000 mấy chị, combo gì là 100.000 nè. Một gói gì 35.000, ba gói gì là 100.000. Bây giờ Thanh sale có 55.000 thôi mấy chị. Đợt này giá rẻ bất ngờ luôn. Cái đó còn có 1 đôi hả? Tính 2 đôi hả? Tính 100 đi. 100 là bao rẻ luôn. À, hai anh em hả? Coi để lục cái đó là chị sale đó, chứ cái hàng đó là 100 mấy. Cái hàng đó là 200 mấy. Nước xả, chị nào lấy nước xả chút cho Thanh là nước xả quần áo đi mấy chị nha. Số lượng về là Thanh về một container luôn á mấy chị. Đèn lên như hết hay gì rồi đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn nha. Cái đôi này nó còn có một bên đèn à, bán 80.000 được không, nó hết pin bên kia rồi, hết rồi. Trời, 80.000 cho nó mang, nó mang về bữa cũng hết cháy à. Ủa, 80.000 cho nó mang đại đi. Trời ơi, mang như lai gai tới Tết. Nó thằng nó mới có 4 tuổi rồi. Dày khỏi lo, là sợ chật thôi, chứ đừng có lo sợ rộng. 4 tuổi là mang được rồi đó, về mất công chật đó nha. Nước xả quần áo, chị nào lấy chốt giùm Thanh là nước xả quần áo nha. Trời ơi, máy dũi mấy chị. Máy kẹp tóc mấy chị ơi, máy kẹp tóc 35.000 một cây mấy chị. Ôi là màng nó rẻ nha mấy chị, 99.000 bây giờ sale cho mấy chị 35.000 một cây kẹp tóc nè. Đó, kẹp tóc Thanh sale cho mấy chị luôn, một cây 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là kẹp tóc nha. Kẹp tóc 35.000. Đây, sữa tắm. Sữa tắm một cây 50.000. 50.000 chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 50.000 chai sữa tắm, cái này là hàng công ty nha mấy chị. Nó có hàng nhái nữa nha mấy chị ơi, có hàng nhái là cái nước nó lỏng lắm. Còn cái này là hàng công ty. Máy kẹp tóc 35 ok, đậm cao, lên số điện thoại đậm cao ơi. Còn ít chị mới bán gương giá đó chứ còn nhiều đâu có bán giá đó. Đậm cao lên số điện thoại giùm Thanh nha, kẹp tóc 35.000 mấy cục vàng. 35.000 một cái kẹp tóc. Giá sale nha mấy chị ơi, giá sale nha. Hết rồi, đèn là hết rồi. Rồi, cảm ơn đậm cao. Rồi, kẹp tóc 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh là kẹp tóc nha. Kẹp tóc 35.000, còn cái này là chai sữa tắm này, Thanh sale cho mấy chị 50.000 nè, bự chà bá nện luôn. Đó, bự chà bá nện luôn nha mấy chị. Kẹp tóc ok Ngọc Anh nè, Ngọc Anh lên số điện thoại giùm Thanh luôn. Lên số điện thoại giùm Thanh luôn cục vàng ơi. Rồi, kẹp tóc chị nào lấy chốt kẹp tóc giùm Thanh luôn nha. Kẹp tóc 35.000, kẹp tóc 35.000. Đây nè, trời ơi, băng cá nhân nè mấy chị. Trời, Thanh tức quá, Thanh mở ra cho mấy chị coi. Đây, trong đây nó đủ kích cỡ cho mấy chị luôn, 100 miếng nha mấy chị. Băng cá nhân này là 100 miếng, cái này là chống thấm nước nghe mấy chị, chống thấm nước nha. Đây, nó có dài nè, cái này nhỏ nè, miếng nhỏ nè, rồi miếng tròn nè mấy chị, cái này là chống thấm nước nha. Chống thấm nước nha mấy chị, 100 miếng nha. Trong đây là nó có 100 miếng, đủ kích cỡ cho mấy chị luôn. Thanh sale cho mấy chị 40.000 một hộp, mấy chị mua 3 hộp Thanh bán 100. 3 hộp Thanh bán 100 cho mấy chị luôn. Cái này là bữa khách dặn mà lâu dữ lắm, giờ mới có hàng mà bây giờ là có mà không đủ cung cấp cho khách sĩ luôn. Còn có ít lẻ là Thanh bán, còn có ít là Thanh bán lẻ cho mấy chị luôn. Đây nè, nó có đủ kích cỡ nè, băng tròn nè, băng nhỏ nè, rồi băng vừa vừa nè, băng lớn nè. Đó, nó có 4 mẫu nha mấy chị, 4 kích cỡ nha. Ở trong một hộp vậy là 100 miếng mấy chị. Cái này là chống thấm nước, mấy chị có đứt tay hoặc là vết thương gì đó mấy chị dán lên là nó không có bị thấm nước nha mấy chị, nó không có bị thấm nước vô trong cái vết thương của mình á. Một gói vậy là một hộp gì là 100 miếng.
40 ngàn. Mấy chị mua 3 hộp gì á là Thanh sẽ bán cho mấy chị 3 hộp 100 ngàn nha, 3 hộp 100 ngàn. Còn cái này là serum cấy trắng cho mấy chị. Serum cấy trắng Thanh sale cho mấy chị 15 ngàn một chai. 15 ngàn một chai serum cấy trắng mấy chị nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh, cái này là collagen, cái này là tinh chất collagen cấy trắng. 15 ngàn một chai, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Cái này Thanh còn cũng mấy chục chai thôi. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn 15 ngàn một chai. Cái này về mấy chị trộn vô với kem body á nha mấy chị. Đó, trộn vô kem sức, sức tay đó mấy chị, sức body đó. Trộn vô. Cái này, cái hũ này Thanh bị bể nắp mấy chị. Linh ơi, cái hũ này Thanh bị bể nắp, Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Ở trên đó có hai hũ, trên tủ đó có hai hũ bị bể nắp. Cái hũ này cò Thanh có hai hũ bị bể nắp, Thanh bán cho mấy chị 35 ngàn thôi mấy chị nha. Có hai hũ nó bị bể nắp, nhưng mà Thanh sẽ đóng gói kỹ cho mấy chị để đi hàng không có bị chảy nha. Đây Thanh còn hai hũ mà nó bị bể nắp, Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn 35 ngàn. Là do vận chuyển á mấy chị, vận chuyển về á nó bị rớt á, nó bị bể nắp. Đó, một hộp 45 ngàn Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn thôi. Nhưng mà trước khi đi hàng là Thanh sẽ đóng gói, Thanh quấn băng keo kỹ cho mấy chị không có bị, không có sợ chảy gì ra ngoài nha. Thanh còn hai hộp là Thanh sale cho mấy chị luôn 35 ngàn một hộp nha mấy chị. Nếu cái hộp nguyên này là 45 ngàn, hộp nguyên không có bị bể, không có bị gì hết là 45 ngàn nha. Rồi mấy chị mua cái hộp này Thanh bán cho mấy chị 35 ngàn. À, mấy chị về mấy chị đổ ra, mấy chị trộn vô kem thôi là sức thôi nha. 35 ngàn, còn có hai hộp thôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha, còn hai hộp nha. Hai hộp Thanh sale rẻ cho mấy chị, một hộp 35 ngàn thôi. Còn nếu là chị nào lấy hết hai hộp thì Thanh bán 60 ngàn luôn. Còn nếu lấy hết hai hộp thì Thanh sale cho mấy chị 60 ngàn hai hộp luôn ha. Còn mua một hộp là 35 ngàn nha mấy chị. Đây rồi, còn cái này là kẹp, kẹp tóc cho bé nè. Kẹp tóc cho bé nha, một bộ gì là 35 ngàn. Một bộ là 35 ngàn, mấy chị mua 3 bộ là 100 nha mấy chị. Một bộ là 35 ngàn, 3 bộ 100 kẹp tóc cho bé. Rồi cái này tắm trắng mấy chị. Tắm trắng nha mấy chị ơi, tắm trắng hồng xăm. Bán cho mấy chị 3 gói 50 ngàn. Đây, 3 gói 50 ngàn mấy chị, tắm trắng một tuần mấy chị tắm lần cho Thanh. Bảo đảm da mấy chị trắng liền nha. Mấy chị xuyên tắm trắng này là bảo đảm. Mấy chị xuất kem mà mau trắng lắm. 35k quần em còn không chị? Quần còn nha. 35k là cái gì? Lương lương. Quần em còn nha. Đây mấy chị ơi, 3 gói gì là 50 ngàn. Tắm trắng hồng xăm. Đây tắm trắng hồng xăm. Cái này là khách sĩ của Thanh là ở thẩm mỹ viện đó, lấy một lần là cả ngàn bọc luôn á mấy chị. Đó, mà người ta tắm trắng một suất vậy người ta lấy mấy trăm ngàn. Mấy chị mua 6 gói vậy là Thanh sẽ tặng cho mấy chị thêm một gói. Mấy chị mua 3 gói là 50 ngàn, 7 gói là 100 ngàn. 3 gói 45, 135, với gói 100. Ừ, bớt 5 ngàn lẻ đi. Đó, từng lấy 35 ngàn là lấy cái gì Dương Thị Lương Lương ơi? Chốt lại giùm Thanh đi. Lấy 35 ngàn là lấy cái gì? Lấy cái hộp kem này phải không? 3 gói 50 ngàn mấy chị. 3 gói tắm trắng 50 ngàn. Cái này bữa hổm á Thanh tặng á mấy chị, bữa hổm mấy chị chia sẻ like Thanh tặng á mấy chị xài có nhiêu. Bữa hổm Thanh tặng á mấy chị hộp body ok. Đó, bữa hổm Thanh tặng rồi mấy chị biết rồi đó. Ừ, có cái tủ đựng tiền có lý ha. Hộp body. Rồi ghi giá 35 ngàn. Cái này phải kêu cảnh gói lại mới được chứ đừng có bỏ vô. Lấy xuống dưới đây luôn. Nó chảy. Ghi 35 ngàn vô. Đây mấy chị ơi, 3 gói 50 ngàn. Mua 7 gói là có 100 ngàn thôi mấy chị. Mua 7 gói là 100 ngàn nha. Tắm trắng hồng xăm. Bữa hổm Thanh có tặng cho mấy chị rồi đó. Mấy chị về mấy chị tắm mấy chị thấy sao. Một tuần mấy chị tắm một lần cho Thanh. Bảo đảm nó trắng nha. Đưa gì cho hộp khăn vịt đây. Đây cái này sữa tắm 50 ngàn. Ờ đây thùng con vịt nè, bữa nay sao cho mấy chị. Ôi là mèn có 105, cái viết cảnh mới để xuống đó đó. 105 ngàn một thùng 10 gói. Đây mấy chị nắp đậy xịn sò chưa mấy chị. Có quay sách nữa nè mấy chị.
Đó, một thùng vậy là 10 gói 105.000. 105.000 thanh lời một thùng có 5.000 thôi mấy chị. Đó, thanh lời một thùng có 5.000 thôi mấy chị. Nhưng mà thanh đi được số lượng nhiều. Nha, một thùng khăn giấy ướt này mình có thể xài nè, mình chùi miệng nè, hoặc là mình sử dụng cho lau chùi cho em bé nè, em bé người lớn gì cũng xài được hết trơn, là mình lợi được cái thùng này. Cái thùng này mấy chị mua cũng mấy chục ngàn chứ không có rẻ nha. Đó, cái thùng này là mình mua 10 gói mình được tặng cái thùng này, là mình lời được cái thùng này mấy chị. Lấy cái băng keo á, băng keo màu trắng á, quấn xung quanh cái nắp đó nó, để cho nó đừng có ấy nữa. 105.000 một xuồng thùng nha mấy chị. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là khăn vịt, một thùng khăn vịt 105, chốt giùm Thanh là khăn vịt 105 nha mấy chị. Đó, một thùng khăn vịt 105. Bữa nay là Thanh like cho mấy chị là những cái mặt hàng thiết yếu dùng không mà mấy chị. Mua ví dụ như mấy bữa trước Thanh bán quần bán áo mấy chị sắm hoài đầy tủ rồi. Dép mà mấy chị cũng đầy kệ rồi. Đó, cho nên là Thanh tạm ngưng gác kiếm một bên để Thanh like qua cái hàng gia dụng cho mấy chị xài. Cái hàng này là hàng thiết yếu mấy chị. Đó, bán hàng cung cấp đầy đủ cho mấy chị luôn. Mà giá là sale rẻ sạch sàn luôn. Lúc trước bán cái này 3 gói 100 ngàn, bây giờ bán 3 gói có 55 ngàn thôi mấy chị. Rẻ vậy mấy chị không mua, mấy chị mua đâu cũng vậy, mua thì Thanh cảm ơn. Đó, mấy chị mua ở đâu cũng vậy thôi, mua dùm Thanh cảm ơn mấy chị nhiều. Cái này là nước xả Comfort nha mấy chị. Nước xả Comfort nha mấy chị ơi. Của Thái nha. Cái này là hàng của Thái nha mấy chị. À, cái này là nước xả Comfort của Thái. Nước xả quần áo. Một chai kích trắng. Ok, một chai kích trắng là 15 ngàn. Rồi ghi giá em gì luôn. Rồi chai kích trắng 15 ngàn. Nước xả Comfort 3 bịch 55 ngàn. Rồi combo. Combo 3 gói vậy nè, 55 ngàn. Mấy chị mua kem nấm không em? Dạ kem nấm em còn nè chị. Đây, chị nấm nè. Kem nấm em còn nè chị. 35 ngàn 3 tiếp 100. Trời ơi, cái này nó hay nha, thôi khỏi nói nha mấy chị. Đó, lúc bán thì nói gãy lưỡi luôn. Lúc mấy chị mua rồi, mấy chị xài là mấy chị phê luôn. Đó, nước ăn tay chân nè, bị lăn ben, nấm lắc lào, lăn ben gì đó. Tôi nói xài hay lắm, cái này của Thái luôn mấy chị. Ủa không phải, cái này không phải của Thái. Cái này của, cái này là của Tàu á. Kem này là của Tàu nha mấy chị, Tàu lao. Tàu thiệt, tại Thanh Tàu lao, Thanh giỡn. 35 ngàn. Đó, 35 ngàn một tiếp, 3 tiếp gì là 100 ngàn. Trời ơi, ông chồng Thanh á, ổng đi công trình á. Đó, ổng đi công trình á, ổng bị nước ăn á mấy chị. Đó, với lại Thanh có mối mấy bà bán cá bán ở ngoài đường ngoài chợ á. Trời ơi, mấy má đó bị nước ăn tay chân, mấy má sức. Comfort cho bé hả chị Thanh? Cái này là Comfort này là, ừ đúng rồi, bé người lớn gì, nói chung là nó không có bị đây là không có bị nhạy mẫn cảm hay cái gì hết trơn á. Nó rất là tốt nha, cái Comfort này là không bị dị ứng, không bị kích ứng da. Chị Quỳnh Đen, một cái 35 ngàn, 3 cái 100 chị. Đó, 3 cái gì 100. Xài, mua để dành xài. Không có thừa đâu, cái này không có thừa đâu mấy chị. Nắm nha mấy chị, nắm mấy chị chốt cho Thanh là nắm 35k. Nắm 35k, 3 hộp là 100 nha mấy chị. Đúng 7, đúng 8 giờ Thanh xuống like nha mấy chị ơi. Thanh like chỉ được 1 tiếng, sale được 1 tiếng thôi mấy chị. Nha, sale hôm nay sale 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn một hộp nè, chị nào lấy giùm Thanh luôn đi, nó bị bể nắp nè mấy chị. Cái gì? Không, chút 8 giờ mẹ vô. Đây, cái hũ này nó bị bể nắp nè mấy chị, do là vận chuyển nó bị rớt á. Kem nấm à? À, hả? Cái gì? Chú đại ăn cơm. Ừ, ai biết thích đợi à. Kem nám, dạ kem nám em có chị ra, chị Quỳnh đang si kem nám đâu ta. Trời, kem nám chị lấy kem nám Hà Kiều Anh đi, chỗ nó hai tuổi mà em nám chị. Ôi là trời, mà em bị nám, chị vô mà em bị nám ở đây nè chị. Với nám ngay lỗ mũi nè. Em xức cái kem Hà Kiều Anh nè mà nó giảm, nó mờ á chị. Hà Kiều Anh. Đâu rồi? Hai trăm rưỡi. Hộp Hà Kiều Anh 250 hả? 250 chị, hộp Hà Kiều Anh nè, trời cái hộp này xài mấy tháng luôn á mấy chị, mấy tháng luôn. Cái bà Hà Kiều Anh này thì mấy chị biết rồi. Đó, cái này là Thanh là nhà phân phối cho bả thôi, chứ Thanh không có sản xuất được. Mà Thanh cũng không lấy hàng giả. Cái này là em lấy hàng, em làm nhà phân phối cho bả á chị. Đó, hộp này là 250, nói chung là em cũng có xài nữa. Cái này chị nám. Chị thử hộp đi chị. Thử hộp đi chị yêu.
250. Cái hộp đó chị xài chắc cỡ tới gần Tết đó. Chị xài một hộp đó cho nó 5-6 tháng mới hết đó chị. Nó bự lắm, cái hộp bự lắm. Dạ, dùng thử đi chị. Em xài nè, em đang xài luôn á. Em bán kem đủ thứ nhưng mà cái gì ra mới là em quất à. Nè chị, lấy hũ này đi em bán rẻ chị 35 ngàn. Lấy giùm em đi chị, em thương chị. Chỉ có chị mới giúp được em. Nó chơi vậy, cái chai này, cái hũ này là nó bị bể nắp mấy chị. Nó bị bể nắp nhưng mà kem nó còn hơi thinh nè. Cái nắp nó bị bể nè. Đó, nhìn cho nên Thanh bán rẻ 35 ngàn. Đúng rồi, hộp 250 là kem hạt Diệu Anh đó cưng. Đó, kem đó bây giờ hàng giả nhiều lắm nha mấy chị nha. Có nhiều chị nói trời tôi mua tôi sức làm sao mà càng ngày nó càng đen. Ok chị, trời em thương chị có nhiều đó, đó. Chị cục vàng của em nè. Thương chị có nhiêu đó, 35 ngàn nè. Lấy quấn băng keo lại đi con. Tết nay em sẽ tặng cho chị một cái món quà đặc biệt. Chị yêu, tặng cho chị một cái món quà đặc biệt là khách VIP của Thanh luôn. Kem Hà Kiều Anh 250. Có nhiều khách nói như nè, đang đi đám mà tranh thủ xem chế like. Vậy hả? Ờ đi đám đi chị, cũng like con tiếng hồ xuống à. Bởi vì Thanh không có dám lấy hàng tầm bậy. À, lấy hàng chính hãng luôn, làm nhà phân phối cho bả. À, bả like rần rần á mấy chị, nhưng mà có những người ăn cắp cái like cũ của bả rồi cái like phát lại đưa kem về tào lao không mà. Đó, hàng nhà, hàng giả, hàng nhái đó mấy chị. Còn mấy chị lấy hàng từ nhà phân phối của bả là mấy chị khỏi lo nha. Một hộp là 250 Hà Kiều Anh, mấy chị chốt giùm Thanh là Hà Kiều Anh. Kem Hà Kiều Anh 250, Hà Kiều Anh 250 giùm Thanh đi ha. Rồi bây giờ Thanh đây đây, cái chai này có 15 ngàn thôi mấy chị. Chai này là chai cấy trắng nha, serum cấy trắng collagen 15 ngàn. Thanh còn 4 chai mấy chị, còn 4 chai nha, còn 4 chai nè. 15 ngàn một chai, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Đó, chai serum cấy trắng 15 ngàn một chai. Cái này là cao gừng. Cao gừng còn một hộp 120 thôi mấy chị. Cao gừng xức vô cái bụng nha, bụng chị nào bự xức vô nó nóng lên nha mấy chị, là nó sẽ đánh tan mỡ bụng trong cái bụng của mình nè. Đó, mỡ thừa trong cái ni bụng của mình nè mấy chị. Đó, mấy chị xài thử đi mấy chị. Đó, đẹp. Có like dép bé không? Không. Lấy em chai serum cái trắng. Ok, Nhiên Nguyễn chai serum cái trắng 15k. Bữa nay chị Thanh không like dép rồi, tại vì không kịp rồi nuôi đùa ơi. Nè con, bữa nay không có kịp rồi, Thanh cho like có 1 tiếng hồ thôi. Cao gừng nè mấy chị, cao gừng một hộp 120 nha. Bảo đảm bao giá mấy chị luôn nha. Hàng là có tem, tem kiểm định nè, chống hàng giả luôn nè mấy chị nha. Một hộp rồi còn, Thanh còn đúng một hộp, Thanh sale cho mấy chị 120 thôi. Chị nào lấy vớt giùm Thanh luôn đi, 120 một hộp cao gừng. Cao gừng tan mỡ bụng nha mấy chị, cao gừng tan mỡ bụng 120 nha mấy chị. Còn cái này là chai serum dưỡng tóc nè mấy chị. Serum dưỡng tóc bữa hổm tặng, bữa hổm có tặng nha mấy chị. Bữa hổm là chị nào chia sẻ là Thanh tặng đó. Mấy chị có xài chưa? Chị nào xài rồi góp ý kiến giùm Thanh ơi. Hôm nay Thanh sale cho mấy chị một chai là 40 ngàn. À mấy chị, một chai 120. Hôm nay Thanh sale cho mấy chị 40 ngàn một chai serum. Cái này serum phục hồi tóc hư tổn nè. Chai cấy trắng xài sao vậy? Cái chai cấy trắng này là em đổ vô với kem á em trộn. Đây nè, thấy không? Cái hũ này nó có serum cấy trắng ở trỏng luôn nè. Trộn lại với nhau. Về mình trộn lại với nhau rồi mình xức thôi. Đó, còn nếu muốn trắng nữa thì mua cái tiếp alpha. Đó, muốn mau trắng nữa thì mua cái tiếp alpha này trộn vô là mau trắng thôi. Còn chị nào mà xài lột da. Đây. Bữa nào mà Thanh, tại vì cái giò của Thanh đang bị thương cho nên là Thanh không có lột da được. Hôm nào Thanh lột da Thanh sẽ review cho mấy chị. Hôm nay trên cái like này Thanh bán cho mấy chị với giá 99 ngàn. Chai lột này là cực kỳ hay, nó không có hôi nha mấy chị. Không có hôi nha. Bữa hổm lột thử cho nhỏ em, trời đã quá đã mấy chị, ra miếng dày 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 không quá đã. Mà nó đã ngứa lắm. Đặc biệt hôm nay trong cái like này Thanh bán cho mấy chị 99 ngàn một chai nha. 99 ngàn một chai. Chị nào mà sức kem hoài mà không trắng đó mấy chị, lột da đi, giống như con rắn mà nó lột da rồi nó lột da rồi nó lớn đó mấy chị. Còn mình lột da nó mới trắng. Mấy chị nghe nó lột da nghe thấy ghê nhưng mà thật sự là nó không có ghê đâu mấy chị. À, mấy chị nó có hướng dẫn đây nè. Đó, nó có hướng dẫn đây nè mấy chị. Mới về mấy chị cứ nhìn hướng dẫn mấy chị làm theo. Đó, nó ra miếng dày lắm nha mấy chị, không có phải ra miếng nhỏ nhỏ đâu mấy chị. Là lột đi là
nó ra cái da mới là mấy chị sức kem là bảo đảm trắng liền nha, nhất là mấy chị mà da đen thù lùi mà sức hoài không trắng là Thanh khuyên mấy chị lột đi thử đi. Đặc biệt hôm nay là Thanh bán cho mấy chị một chai có 99.000, giá thị trường người ta bán 150, bán giá 99.000, Thanh phá giá đại lý luôn với mấy chị, chơi lớn Thanh sợ ai hết trơn, sợ thằng nào con nào hết trơn, chơi phá giá luôn 99.000. Mình thích là mình có quyền nha. Đó, mình lấy mắt mình về mình bán rẻ hơn cũng được nữa, mình thích mà, mình thích muốn làm gì đó mình làm. Đó, Thanh bán cho mấy chị dùng thử nha mấy chị. Còn cái chai này Thanh sale cho mấy chị 40.000 thôi, serum nha mấy chị, cái này là serum tóc nha mấy chị ơi. Có kem Hà Kiều Anh, có Trinh Quỳnh ơi, kem Hà Kiều Anh có cưng. Kem Hà Kiều Anh là 250 một chai nha, hàng chính hãng nha. Trời trời. Đây cái này là Hà Kiều Anh nè, kem này là hàng chính hãng nha mấy chị. Nha, mấy chị mua đồ bên nhà Thanh là mấy chị khỏi lo hàng giả gì hết trơn nha. Cái này có hàng nhái, hàng giả nha mấy chị. Đó, tem cào với tem không ấy nữa đó nè. Một hộp 250 nha. Chai cái trắng xài sao hả? Ủa nãy mới chỉ rồi. Trời giờ nó lên nữa. Đây nè Trinh. Rồi nó ẩn của Trinh Quỳnh rồi đó cảnh. Tự nhiên nó ấy cái là cái nó tắt luôn mấy cái bình luận nè. Đây nè Trinh Quỳnh ơi. Cái hộp kem sức mặt nha. Cái này chị nám nè. Nám tàn nhang gì đó là nói chung là nhiều công dụng lắm. 250. 250 một hộp. 250 một hộp Hà Kiều Anh. Hả, cưng lấy thì cưng chốt về xài thử đi cưng. Cái kem đó chị Thanh xài. Xài nó mịn lắm, mình xức vô trong da nó thấm vô trong da luôn á. Nha, thấm vô trong da thơm lắm. Đưa cho diện chai dầu thơm màu xanh đó. Blue xanh đó, blue xanh dưới. Với chai Sikadam nó đắng. Đây mấy chị. Đây chai nước hoa nè mấy chị, 45.000 nha mấy chị ơi. Chai này sale 45.000 một chai nè. Còn cái chai à. Ê cái này á là chân chống nắng hay gì á. Đi hả? Đây còn cái này là cái chai này nước hoa gót nha mấy chị, nước hoa Sikandan nè. Đó, chai này cũng 45.000 mấy chị. Sale cho mấy chị luôn 45.000 cái chai này, bảo đảm mấy chị mở cái nắp ra, mở cái hộp này ra không thơm mấy chị đem về mấy chị trả cho Thanh liền. Nha, thơm ngất ngay luôn. 45.000 một chai. Chai màu xanh này blue xanh, Thanh cũng sale cho mấy chị luôn 45.000 một chai luôn nha. Hai chai này chai nào cũng 45.000 hết. Mấy chị lấy vô chốt giùm Thanh là gót 45k hoặc là xanh 45k nha mấy chị. Lên giùm Thanh là mã xanh 45k, gót 45k giùm Thanh luôn. Khăn vịt. Khăn vịt một thùng 10 gói 105.000. Một thùng 10 gói nha mấy chị. Đây một thùng khăn vịt 105.000 10 gói. Chị nào lấy chốt giùm Thanh nước xả quần áo luôn. Nước xả quần áo, chị nào lấy chốt giùm Thanh là nước xả quần áo. Ba bọc một combo vậy ba gói nè. 55.000. 55.000 ba gói nha. Còn ở đâu bán rẻ hơn thì Thanh không có biết cái hàng nó như thế nào. Ha, cái hàng người ta bán có rẻ hơn thì Thanh không biết cái hàng đó là hàng gì Thanh không biết, nhưng mà bên nhà Thanh đặc biệt là cái này là của Thái. 55.000 ba gói nha mấy chị, combo vậy ba gói 55.000. Lúc trước Thanh bán là combo ba gói 100.000. Bây giờ Thanh lấy được số lượng nhiều cho nên là Thanh giảm giá cho mấy chị. Ba gói vậy 55.000, mấy chị chốt mình Thanh là xả quần áo 55k nha. Mấy chị lên mình Thanh là xả quần áo 55k nha mấy chị. Còn cái này là sáp gạo nè mấy chị. Chị nào bị mụn nè, bị đen da nè, mấy chị xài cái này. Nha, cái này là sáp gạo của Thái. Một cục vậy là 15.000. Còn mấy chị mua nguyên một lốc vậy là nó rẻ hơn. Nha, mua nguyên lốc vậy là 100 lốc là nhiêu ta? 12 cục. Lốc 5.5 chứ. Lốc 5.5. 12 cục lời được 2 cục. 120 hả? Ủa hồi nào giờ mình bán 120 hả? Phải không trời, có nhớ lộn không trời? Cảnh nói 120 thôi, nghe lời nó luôn đi. Có đi Bình Dương bán nước tương thì kéo nó theo mấy chị. Đây một lốc diện 120 nè. Đó mấy chị mua lẻ một cục vậy là 15.000. Nha, mua lẻ gì là một cục 15.000, nó thơm, nó nói thơm. Mấy chị xài chỉ có ghiền thôi, nói thiệt luôn.
À, một còn mấy chị mua một lốc thì là 120 mà 12 cục, một lốc 12 cục nha. Lốc 12 cục là có 120 thôi. Đó, chị nào lấy chốt Tùng Thanh là sáp gạo. Cái này là dùng để tắm nè, rửa mặt được luôn mấy chị. Đó, chị nào mà bị mụn lưng á, với mụn trên mặt nè, xài đi ok lắm nha, cái đó là ok lắm luôn á mấy chị. À, chị nào chưa mua bằng chải thì tranh thủ mua bằng chải đi. Cho em một cục ok, lên giá tiền giùm Thanh đi. Trời mấy chị ơi, Thanh nhắc hoài à, mấy chị không hiểu à, hợp tác với Thanh gì hết trơn á, cục 15.000. Đây rồi, bàn chải đánh răng nè. Bàn chải đánh răng 2 cây 15.000. 2 cây bàn chải đánh răng than tre 15.000 đây, Thanh đưa gần cho mấy chị coi, mấy chị vô siêu thị với mấy chị vô mấy cái tiệm đây ha. Mấy chị coi thử cái này giá bán nhiêu nha mấy chị. Nha. Rồi mấy chị coi là ai bán rẻ hơn nha. Giá là 36.000 một cây nè. 2 cây gì 15.000 mấy chị. 2 cây bàn chải đánh răng có 15.000 thôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là bàn chải đánh răng 2 cây 15k. Mấy chị lấy 2 cây hoặc là 4 cây hoặc là 6 cây hoặc là 10 cây gì đó. Cứ 2 cây là 15.000, 2 cây 15.000, lấy 1 chục thì 75.000 nha, 1 chục cây là 75.000. Ai lấy thì chốt giùm Thanh luôn. Còn gì sale nữa không ta? Đây, cái này sale cho mấy chị nè. À, cái này sale cho mấy chị 35.000 một chai thôi. Ôi là mèn. 60.000 bây giờ sale cho mấy chị 35.000. Tẩy tế bào chết cho mấy chị Hàn Quốc. Tẩy tế bào chết của Hàn Quốc sale cho mấy chị 35.000 một chai luôn. Bữa trước bán là 60.000. Bây giờ sale cho mấy chị 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh là tẩy tế bào Hàn Quốc nha mấy chị. Tế bào Hàn Quốc, mấy chị lên giùm Thanh là Hàn Quốc 35k đây mấy chị. Nha, Hàn Quốc 35k. Rồi cái này là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt trà xanh, Thanh sale luôn 35.000, Thanh còn có 2 tiếp thôi mấy chị. Còn có 2 tiếp Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. 35.000 một tiếp sữa rửa mặt trà xanh. Đó, à, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 35.000 một tiếp nha. Rồi cái này là mascara. Hàn Quốc 35, ok Xuyên Nguyễn, ok cục vàng. Cục vàng coi hồi cục vàng cũng chịu không nổi. 10 món cũng dính được món. Làm sao mà chạy khỏi chị. Đó, à, cái này 60.000, bữa nay sale có 35.000 chai thôi. Đây 35.000 một cái chai cái gì volume nè. Đó, cái này là xả của khách nè mấy chị, xả của khách nha. Thanh sale cho mấy chị 35.000 một chai. Cái này là chai mascara mấy chị. Mascara 35.000. Chị đồ bộ giá sao? Đồ bộ gì? Bộ nào mới được? Còn hai chai ai lấy hết 60.000 thôi. Đó, mascara một chai 35.000, còn hai chai Thanh lấy 60.000 thôi. Chị nào lấy chốt tình Thanh luôn ha, mascara. Một chai 35.000, hai chai 60.000. Đây son nè. Son môi nha, cái này là son môi này là nó son lì nha mấy chị. Sale cho mấy chị. Đúng rồi, nay định không mua mà chị không nỡ cũng phải mua hả? Ờ 10 món em cũng phải dính món với chị à. Làm sao mà em chạy khỏi chị. Đây cái này là Thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000 một cây son. Son này là son lì nha mấy chị ơi. Son lì nha, 35.000 một cây thôi. Cái này mấy chị thấy hàng này là hàng xịn nha. Đó. Matcha nè, son hiệu matcha nha mấy chị. 35.000, cái này là của cái gì nhỏ múa nhỏ gì mà dạy dancer á. Khánh Thi. Nè, cái này là Khánh Thi đang là nhà phân phối hay là đại lý gì đó Thanh không biết. Thanh sale cho mấy chị 35.000 thôi. Một cây son. Son matcha 35.000, Thanh còn có 3 cây thôi mấy chị. Còn 4 cây thôi, son matcha còn có 4 cây thôi, sale cho mấy chị 35.000. Lấy đốc rồi mai lấy ra kìa, lấy ra lấy tiền. Đem ra. Đây rồi, cái này Thanh sale cho mấy chị nha. Đây, Thanh sale cho mấy chị luôn, cái này 59.000. Ô là trời, cái bảng này nãy giờ chị nào vô sau đó thấy chưa? Mày nhẹ lên. Cái này
này là 59.000 nha, 59.000. Đây cái bảng này là cái bảng cho bé vẽ, bé viết chữ gì đó, nói chung là bé khám phá nha mấy chị. Nè mấy chị thấy không, vẽ lên nè. Đó. Đó, nó viết chữ A, chữ U, nó vẽ cái gì đó không cần biết. Hồi nãy nó lấy con trai rồi, chắc nó lấy cho nhỏ này nè. Nó thiếu gì nó lấy tiền nó xài đó. Sao nhỏ này lại nó phóng ra liền đó. Đó xong rồi mấy chị xó nè. Đó, sạch sẽ. Cái này là không có xài mực nè ha, không có xài pin gì hết. Cái này là xài bằng năng lượng mặt trời. Nghe mấy chị. Sơn có màu khác không hả? Sơn có một màu đó thôi. Có một màu đó thôi. Cái này là không sale cho mấy chị có 59.000 thôi mấy chị. Bỏ ra 59.000 cho con mấy chị xài nha. Khỏi bé là khỏi cầm điện thoại, khỏi tivi gì hết trơn á. Nó... cái này nó thu hút dữ lắm nha mấy chị. Bé rất là thích. Mà nó sạch sẽ nữa, không có dính mực dính ơ gì hết trơn á. 59.000 sale giá sập sàn cho mấy chị luôn nha. Thanh còn cỡ 60 cái á. Sale cho mấy chị về, mấy chị mới bỏ ra. Bản cho bé ok Hoàng. Hoàng Uyên nè. Đó, có 50 mấy ngàn mấy chị về tặng cho bé đi. Trời ơi, nó chơi cái này rồi nó khỏi cái điện thoại điện gì hết trơn nha mấy chị. Mấy chị mua cái này là chắc 100 mấy á. 100 mấy một cái á mấy chị. Nhìn nó rất là đẹp, nó như cái iPad vậy đó mấy chị. Nó như cái iPad gì đó mấy chị. Đây số lượng có hạn nha mấy chị. Đó, số lượng có hạn mấy chị mua đi, về cho bé, tặng cho con, cho cháu mình nha. Trời ơi, nó xài là nó thích dữ lắm, bé của Thanh là say xưa. Ok, cục vàng bản tự xóa nè. Rất là tiện cho bé luôn nha. Thanh bán cái này là Thanh thích dữ lắm mấy chị. Con Thanh hồi chiều nó ngồi nó say xưa luôn. Nó say xưa, Sumi nó say xưa, nó không thèm cái điện thoại tivi, nó vẽ. Nó vẽ bông nè, nó vẽ nó thỏa thích, nó vẽ không thích nó bấm cái nút cái nó xóa. Bấm cái nút cái nó xóa sạch sẽ vô cùng, không bị dơ. Ok, Phạm Yến là bản 59.000 Thanh bán giá sạch sàn cho mấy chị luôn. Bao giá thị trường cho mấy chị luôn. Không ở đâu gì rẻ bằng gỗ Thanh hết nha. Bản này là xài bằng năng lượng mặt trời, không có pin, không có gì hết trơn nha mấy chị. Không xài pin, không gì hết trơn á, nó giống như cái iPad thì nó rất là đẹp. Nha, không cần sạc pin, không gì hết trơn á. Mà không có hết mực hay là gì hết trơn á mấy chị. Đây, rất là xịn sò luôn, nó y như cái iPad vậy mấy chị. Nó y như cái iPad vậy mấy chị, về cho bé nó thỏa thích ở trên cái bảng này. Không bị dính mực, không sợ bị dơ tay, không sợ bị gì hết, không sợ bị bể gì hết trơn á mấy chị. Đó, không sợ bị bể, nó như một cái bảng vậy đó. Rồi cái bé viết lên rồi cái bắt đầu. Mấy chị có cái công tắc ở sau nha mấy chị. Công tắc tắt mở ở sau nha. Có cái công tắc tắt mở nè, mấy sau nè. Đó, mình mở lên rồi mình cho bé viết. Đó, ớ bờ cờ gì nè. Thấy như là cảnh khoái rồi. Gì còn khoái nữa không chị con. Khoái cái là nó sạch sẽ ha. Đó, viết lên vẽ. Người lớn xài cũng được. Về mình vẽ mặt người yêu mình lên. Mình thương thằng nào đó, mình thương thầm trộm nó đó. Cái là mình vẽ cái bản mặt nó lên. Cái mình vẽ xong cái mình xóa. Giả sử như mình có ghệ, có chồng rồi mình có ghệ, mình vẽ mặt thằng ghệ mình lên nha. Đó, vẽ mặt thằng ghệ mình lên xong cái bắt đầu cái mình nhìn cho đã, cái mình xóa. Đó, thấy chưa? Sạch sẽ, xóa hết dấu vết, mấy chị thấy không? Đã chưa? Đó, nó như cái iPad gì đó. Nè, nó có cái nút xóa nè mấy chị. Đó, vẽ lên, vẽ cái giống đất gì mình thích, mình vẽ lên xong cái mấy chị mà bấm xóa nè. Đó, sạch sẽ dấu vết. Trời ơi, Thanh bảo đảm đưa cái này về nó. Ồ, con gái học giỏi đi, mẹ tặng cho con cái này, nó khoái cho mấy chị ha. Đó, 59.000 xứng đáng đồng tiền chưa? Một hộp kem Hà Kiều Anh, ok Phạm Yến. Ok cục vàng. Dạ con. Phạm Yến, cái này để đây đi. Rồi chị nào lấy chốt trình Thanh luôn ha, bản tự xóa 59.000. Thanh bán duy nhất trên cái like này thôi mấy chị thấy Thanh đăng bài không? Thanh mới đăng bài là 70 mấy ngàn đó mấy chị. 75 ngàn hay là 70 mấy ngàn quên mất tiêu à. Mà giờ trên cái like này một tiếng đồng hồ Thanh sale cho mấy chị thôi là có 59 ngàn. Ngày mai chị nào hỏi rồi, chị ơi bản 59 ngàn có không bán nha mấy chị. Rồi bản tự xóa ok Vĩnh Tân mấy chị nè ha. Thanh nói mấy chị nghe, mấy chị mua quà tặng cho con mình nó đồ chơi hay này kia, nó chơi nó chán lắm. Cái này nè mấy chị, đó mua cho bé nha. Nó cái gì khơi dậy cái sự thông minh của bé nữa, nó có thể khám phá trên cái bảng này, nó vẽ, nó viết chữ hay là nó học viết chữ rồi mấy chị, học vẽ nè, học viết chữ nè, rồi học nói chung là trên cái bảng này nó vẽ là thích lắm. Đặc biệt là con Thanh, hôm nay Thanh trải nghiệm con Thanh rồi Thanh mới biết nó mê, mà nó ngồi nó say sưa mấy chị, nó không thèm nhìn tới cái điện thoại với tivi luôn.
À, nó mê Vũ lắm. Nó vẽ, nó không chán mấy chị. Vẽ xong bấm nút xóa, vẽ xong bấm nút xóa, nó đâu có chán đâu. Mấy chị mua mấy chị tặng cho con mình nha. Nó mừng Vũ lắm mấy chị. Đó, mà cái này có thể kích thích bé nó học nó thông minh thêm nữa đó mấy chị. Nha, mình mua mình tặng cho con nè, cho cháu mình nè. Đó, mình là mình tặng cho con cho cháu mình ý nghĩa Vũ lắm mấy chị. Nha. Mà thanh sale hôm nay có 59.000 thôi. Chốt cho cưng rồi. Chị bảo đảm Xuyên ơi, về là cũng thấy cái này thích liền. Mà con mình nó ngồi vô nó chơi cái này mình cũng thấy mình bỏ 50 mấy ngàn ra nó xứng đáng đồng tiền luôn á. Con Thanh nó mê đồ chơi, nó mê điện thoại dữ lắm luôn. Trời ơi, nó đi học về là nó nhào vô cái điện thoại nó coi say sưa bất tận. Hồi chiều thử rồi, đưa cho nó thử cái chỗ ngồi vẽ say sưa luôn. Nó vẽ cái bông nè, xong nó xóa, xong rồi nó vẽ chữ A, chữ B, chữ C nó xóa. Nó vẽ giống cái kiểu nó vẽ rồi thay vì vẽ trên giấy á, rồi mực rồi dính tùm lum. Còn cái này á, nó vẽ rồi nó xóa, nó vẽ rồi nó xóa, nó là nó thích, làm cho bé nó thích. Mà nó cái này nó cũng chị ơi em mua em nghe lời chị chắc cái gì bị chồng đánh quá hả? Em mua nghe lời chị chắc bị chồng đánh. Tại bé em thấy nó mê mà nó không nghe chị đọc tên nên kêu em hỏi lại. Ôi vậy hả, trời thương quá à, dì chốt cho con rồi đó. Dì chốt cho con rồi đó nha, cục vàng. Lê Ngọc ơi, em vẽ rồi em xóa bỏ làm sao nó biết được, đúng không? Đó, mình có thương thầm thằng nào đó, mình vẽ xong mình bấm nút mình xóa đi. Đó, mình nhìn cho đã rồi cái mình xóa đi nó đâu biết, đúng không? Cái này có bấm nút phi tan mà, có nút phi tan cho nên là đừng có lo. Nói chung cái này á, nó rất là tiện mấy chị, nó xài bằng năng lượng mặt trời, nó không có bị hết pin nè. Với lại là nó không có phải bằng mực nè. Mình xài thiên thu bất tận, xài chán mình có thể cất lên. Đó, khi nào á ca bé nó quên rồi bắt đầu mình lấy ra mình cho nó. Hoặc là cái này á, bé đi học bé có thể đem theo được, bé viết chữ đồ mấy chị. Viết chữ cũng được, thay vì bé viết trên bảng rồi mấy chị cho bé học ở trên cái này cũng được luôn. Đó, mình kêu con viết cho mẹ chữ A coi thì bé viết lên chữ A. Con viết cho mẹ chữ B coi thì viết lên chữ B, hoặc mình dạy cho con mình viết số rồi đó. Viết lên đây xong rồi cái này viết xong mình bấm nút xóa thôi. Là ok. Ok cục vàng. Ly phía sau bé nhỏ xíu của chị đó, bé Út á. Bé Út bữa nay nó cũng mê nữa cưng ơi. Hả, con cưng nó còn nhỏ, cưng cho nó chơi cái này tốt hơn là điện thoại. Tốt hơn là điện thoại á, Thanh nói thiệt luôn á. Bảng 59k ok. Hỏi tô tuyết gì nè. Nó đẹp lắm mấy chị, ở ngoài nó đẹp lắm nha. Ở ngoài nó rất là đẹp mà nó đã lắm. Thanh đây người lớn mà Thanh còn thích nữa, không gì con nít. Cảnh mua cái tối về vẽ hình người yêu rồi con. Đó, 59.000 mấy chị, nhanh tay mấy chị ơi. Nhanh tay như mấy chị, còn số lượng ít thôi. Trong cái like này Thanh bán 59.000. Xuống cái like này là Thanh giá 75.000. Giống như trên bài trang cá nhân Thanh đa, trong trên cái trang fanpage Thanh đăng nha mấy chị. Trên cái trang fanpage Thanh đăng là giá 70 mấy. Thanh thấy gì đăng 70 mấy. Ở trên cái trang fanpage của Thanh á, Thanh đăng giá 70 mấy ngàn. Duy nhất trong cái like này Thanh bán cho mấy chị có 59.000 thôi. Mấy chị mua nhanh tay để hết nha mấy chị. Nha, nhanh tay để hết nha mấy chị ơi. Thanh còn có 60 mấy cái thôi. Nha, 60 mấy cái. Thanh chạy quảng cáo cho nên là rất là mau. Rất là mau mấy chị. Đó, Thanh chạy quảng cáo cho nên là rất là nhanh. Người mua 2-3 cái là nhanh hết lắm. 79.000. Lấy màu gì cũng được rồi. Chị có đăng 79.000 đúng rồi. 79.000 trên trang fanpage của Thanh đăng hết mấy chị. Thanh bán nữa, Thanh nói tối nay Thanh like 1 tiếng đồng hồ là Thanh sale đúng 1 tiếng đồng hồ là Thanh xuống like á mấy chị. Mà 1 tiếng đồng hồ này mấy chị không tận dụng mấy chị mua là uổng lắm nha. 59.000 mấy chị, rẻ hơn 20.000 đó mấy chị. Ví dụ như mình có cháu gì đó, mình mua cho cháu mình, tặng cho cháu mình cái đi, có 59.000 mới thương gì nữa lắm. Ok em Phạm Yến. Ok em. Rồi chị nào lấy chúng trong Thanh đi, Thanh mê cái này quá, anh bán này hoài luôn mấy chị, mê lắm. Cái này rất là mê. Trời ơi, sushi nó khoái con ơi, đi học vậy nó khoái, sushi ngồi vẽ tới giờ vẫn còn vẽ luôn. Thích, Thanh thích lắm mấy chị. Tối nay chắc Thanh lấy cái bản Thanh vẽ người yêu Thanh. Thanh ngắm nhìn xong bắt đầu cái Thanh xót. Ờ đó, giận hờn á mấy chị, hai vợ chồng mà có giận á, cái viết vô đây nè, viết nè, đọc đi mày. Rồi xong đọc xong bấm xóa rồi đưa cho chồng viết. 59.000 một cái bản tự xóa nha mấy chị. Nó nhìn giống như cái iPad vậy, nó rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Rồi bàn chải đánh răng mấy chị sắp hết giờ rồi.
nhà chị nào mà có con nhỏ Thanh khuyến khích luôn, Thanh nói thiệt luôn á, nhà chị nào có con nhỏ nên xài, nên mua cái bảng này cho con mình, sáng tạo thông minh cho bé viết nè, thấy chưa? À, bé viết là mình dạy cho bé viết, là dạy cho bé viết bông hoa rồi vẽ bông hoa, rồi vẽ những cái gì mà bé thích đó. Ví dụ bé thích cái con vật gì đó bé sẽ vẽ lên đây đó. Ừ đúng rồi, học toán rồi đó, 1 + 1 = 2 gì đó, rồi cái mình dạy cho con mình nó cũng hay, thay vì mình cầm cái bảng mình cái cục phấn nó dơ tay rồi nó bụi phấn rồi mực có thể dính lem luôn tùm lum, còn cái này không có xài mực, không xài gì hết trơn, nó cảm ứng á mấy chị, cảm ứng á, nhưng mà nó bền lắm mấy chị, không có xài pin gì hết trơn nha. 59.000 bảng tự xóa, chị nào chưa thấy giờ Thanh mở ra cho mấy chị thấy nè, số lượng có hạn thôi mấy chị nha, số lượng có hạn chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi, Thanh like có 1 tiếng đồng hồ sale cho nên là Thanh câu giờ mấy chị ở đây nè mấy chị. Thanh trải nghiệm lại cho mấy chị nha, Thanh chỉ mấy chị nè, ở sau nó có một cái nút công tắc nè, chị chào Nguyễn Liên nha, đó nó có cái công tắc, mấy chị bấm cái công tắc qua xong rồi là cứ cho con mình trải nghiệm thôi. À, mấy chị thấy không, vẽ chữ A nè, dầu gội thái hả, dầu gội thái có nha cưng, đó mấy chị thấy không, vẽ lên xong mấy chị xóa là mấy chị bấm xóa, à, nó tắt. Xài bằng năng lượng mặt trời nha mấy chị, đây không có phải bằng pin nha, cái này là xài bằng năng lượng mặt trời nha, đây cái này là năng lượng mặt trời nè, mấy chị thấy không, đó, nó xài bằng năng lượng mặt trời cho nên là không có sợ bị hết pin gì hết trơn á. Cái bảng tự xóa nè, dầu gội thái nè, dầu gội thái có thì dầu gội đi choi nè, sale 99.000, dầu gội gì choi nha, sale 99.000, rồi dầu gội đô 99.000 luôn đó, Thanh có dầu gội đô với dầu gội gì choi thái thôi. Rồi chị nào có chị nào chốt bảng tự xóa nữa không mấy chị? Đó, nhìn nó đẹp nha mấy chị, giống như cái iPad gì mấy chị, có 59.000 mấy chị. Đó, mình mua mình tặng cho con mình nó thích dữ lắm nha. 59.000 một cái thôi, duy nhất trong cái like này nghe mấy chị. Sau cái like này là mấy chị cứ mua 79.000 giùm Thanh đi ha. Đó, mình xài xong rồi cái mình bỏ cái viết vô đây mình cất. Đó, xài xong cái mình dắt cái viết vô đây mình cất nha. 70 à, rồi cái mình tắt nguồn nha mấy chị. Tắt cái nút nguồn bên đây nè. 59.000. Cục vàng nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Chốt giùm Thanh là bảng tự xóa. Cho em dầu gội. Dầu gội cái gì? Dầu gội xanh. Rồi ok 99.000 Hoàng Uyên nè. À, có nước hoa không chế, nước hoa có nha cục vàng. Có nha Kim Ngân ơi. Có hai loại nha cưng. Có nước hoa nè cưng, nước hoa chị sale 45.000. Nước hoa blue xanh 45.000. Rồi cái này là nước hoa nè, nước hoa gót nè. 45.000 luôn, chai này Thanh cũng sale 45.000. Lấy hai chai về xài thử đi Ngân. 45.000 chai nào cũng 45.000 hết. Rồi cái này là cái bảng tự xóa 59.000 duy nhất like đây thôi nha mấy chị. Có xanh siêu không, có xanh siêu không chị, xanh siêu chị không có hết rồi. Xanh siêu hết rồi, chị còn đô với gì choi thôi. Còn đô với gì choi thôi nha cưng. Đó, chị nào lấy chốt giùm Thanh là bảng tự xóa nha mấy chị. Nha, bảng tự xóa một cái là 59.000 nha mấy chị. Rồi cái này là kem đánh ấy lộn, cái này là bàn chải đánh răng. Một cặp 15.000. Đó, một cặp bàn chải đánh răng 15.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Nước xả comfort, xả quần áo. À, lọ màu xanh hương gì chế, giờ chế không biết hương gì luôn. Chế không biết hương gì luôn nữa. Hai chai tẩy tế bào chết. Hai chai tẩy tế bào chết. Ok em. Đây chai 35.000. Hai chai này phải không Hoàng Uyên ơi? Má ơi nó đụng vô cái đấy chị. Hai chai này phải không cưng? Hai chai này phải không? Chai 35.000 hai chai nha. Ồ, Hoàng Uyên hai chai. Một cặp bàn chải đánh răng ok Ngọc Anh. Rồi bàn chải đánh răng Ngọc Anh một cặp nè. Mấy chị ơi, bàn chải đánh răng Thanh sale một cặp có 15.000 thôi mấy chị.
mấy chị mua, mấy chị xài đi. Kem đánh răng này là của Nhật ấy, bạn trẻ đánh răng lấy lò xanh, ok em xài thử đi, thử hai cái luôn đi coi cái nào thơm, cái nào thơm em muốn mình mua cái đó. Rồi kim ngân lê lại lấy luôn, thử đi cân thử ha, thử hai cái này thử ơi, coi cái nào xài ok mình lấy. Cái chai đưa diện chai nước hoa đúng không, chai nước hoa thanh xeo mấy chị, bình thường thanh bán chai này 80 ngàn nha, 80 ngàn thanh xeo cho mấy chị 45 ngàn thôi nha. Chai nước hoa blue xanh nè, cái này là nam nữ đều xài được nha mấy chị, thanh xeo cho mấy chị là 45 ngàn một chai nè. Đó, chị nào lấy chốt thành thanh là nước hoa xanh, xanh 45k. Còn cái chai này là chai gót đi, mấy chị gọi là gót đi ha. Chai này là cái nước hoa scandal nè mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị lên cú pháp dùm thanh là gót 45k luôn. Thơm dữ lắm mấy chị, thơm dữ lắm, thanh cam đon với mấy chị luôn nha. Cái chai này nó rất là thơm. Khui gội, hình như đặng đặng á, có hai chai khui gội á. Bàn chải đánh răng đi mấy chị ơi, đây giá bán là 36 ngàn mấy chị. Nó in giá 36 ngàn nhưng mà người ta bán chắc cỡ một cây có mười mấy ngàn thôi. Giờ thanh bán cho mấy chị hai cây có 15 ngàn thôi. Mấy chị mua đi, kem bàn chải đánh răng này thì không có thừa đâu. Hả? Chưa khui hả? Cái bàn chải đánh răng thì không có thừa đâu mấy chị nha, mấy chị xài hoài được luôn. Đây cái chai, cái chai này thanh có đăng ở trên trang của thanh nè. Đó, chai nước hoa blue xanh nè, sale cho mấy chị nha, 45 ngàn một chai. Nước hoa xanh chị nào lấy gót 45 ok. Thỏ tô tuyết nè nè kim lên. Đó, cái chai này là 45 ngàn nha mấy chị, 45 ngàn chai này là blue xanh nha mấy chị ơi. Blue xanh chị nào lấy chốt giùm thanh là blue xanh nha, 45 ngàn, gót cũng 45 ngàn luôn. Sao không lấy cái gì hết rồi, đây có không, đây nước xả quần áo combo 3 gói vậy là 55 ngàn mấy chị nha. Đây thanh mở chai này cho mấy chị coi nè, đúng ra nước hoa là không có khui ra nhưng mà thanh mở ra cho mấy chị coi, thơm lắm mấy chị ơi, thơm lắm, mùi rất là thơm. Một chai 45 ngàn, sale cho mấy chị có 45 ngàn một chai thôi. Ôi là trời, nó sang nó xịn với mấy chị. Mua mà bỏ trên cái kệ mỹ phẩm của mình nha, cái tủ mỹ phẩm của mình, cái bàn mỹ phẩm của mình là nhìn nó sang dữ lắm luôn. Sale cho mấy chị có 45 ngàn thôi, thanh bao giá thị trường cho mấy chị luôn ha. Ở đâu bán rẻ hơn trả lại cho thanh. Đó, chai này là chai gót nha mấy chị, 45k chị, mấy chị lên dùng thanh là gót 45k nha, 45k chai gót 45k. Còn cái chai này là chai xanh, blue xanh, blue xanh 45k luôn. Ở hai chai này bán bằng giá luôn nha mấy chị, 45 ngàn một chai luôn. Nước xả quần áo 3 bịch vậy là 55 ngàn, chị nào lấy chốt giùm thanh luôn. Đây mấy chị, cái này quá trời đã luôn mấy chị. Ai một combo vậy 10 cái có 35 ngàn thôi mấy chị. Một combo gì là 10 cái 35 ngàn mấy chị. Là mấy chị mua 3 gói, 3 combo gì là 100 ngàn. Đủ màu sắc cho mấy chị lựa luôn. Đó, đó mình có màu cam nè, màu vàng nè, màu gì nữa ta, đây màu đỏ nữa nè. Rồi, đổ trước ha. Đó, màu xanh nè mấy chị, 35 ngàn. Có tiếng nè, 35 ngàn một combo 10 món, quá xịn luôn, quá xịn luôn nha mấy chị. À, 35 ngàn một combo nè, mấy chị mua 3 combo gì có 100 ngàn thôi mấy chị. Đây thanh có màu vàng nè nha, màu vàng nè. Rồi cái này màu cam nè, trời ơi hình thấy cưng dữ lắm bà Sumi bá địa nãy giờ rồi. Nãy giờ nó đổi nha. Ừ, màu cam nè. Rồi màu xanh nè, màu xanh da trời nè, đẹp lắm mấy chị ơi, kẹp cho bé. Đó, kẹp cho bé nè, hình nè. Ồ, đẹp quá trời mấy chị, kẹp cho bé thấy cưng dữ lắm. Màu xanh này là màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc nè. Rồi màu đỏ nè, chị nào có bé gái á, mua kẹp cho bé nha. Màu tím nè, cưng lắm luôn. Rồi màu hồng nè,
À, quá đẹp luôn. Dì thấy mấy đứa nó chạy quảng cáo rồi không? Nó bán cái này nè. Với kẹp tóc đồ này nữa nè. 3 món 100. Cái này gì có hình nè. 35.000 nha mấy chị, 35.000 một set. 3 set là 100.000. À, mấy chị lấy 3 set 100.000 mấy chị xài cho bé tới Tết luôn, chưa hết nữa mấy chị. Mà con nít mà mình cho nó ấy cái đó thấy cưng dữ lắm. Có đồ buộc tóc không hả? Không, đồ buộc tóc là chị không. Đồ buộc tóc thì mấy chị mua dây thun á, mua dây thun cột tóc mà dây thun màu á, mấy chị cột xong rồi mấy chị kẹp cái đó kẹp lên. Đó, mấy chị mua cái dây thun cột tóc màu đó rồi cái xong rồi mấy chị lấy cái này mấy chị cột lên, mấy chị kẹp lên vậy là thấy cưng dữ lắm. Còn mấy chị mua đồ cột tóc nó khó cột dữ lắm. Nó khó cột lắm, dây thun đó bữa đó Thanh lấy đồ cột tóc Thanh lấy về Thanh bán không được. Còn cái này nó rất là dễ kẹp, nếu cột tóc bằng dây thun xong rồi mấy chị kẹp lên. Đây cái này còn có mấy chục cái thôi mấy chị. Có 35.000 một cái thôi. Cái này là kẹp nghe mấy, kẹp tóc nha mấy chị. À, bé gái mình á sáng á, hoặc là mình cũng được nữa. Đó mình đi du lịch á, mình đem này theo cũng được luôn. Cái này là cái kẹp tóc mini nè. À, lấy em bản với chai nước hoa. 45k ok bé Nhi Nhi. Bé Nhi Nhi lên số điện thoại giùm chị Thanh đi bé Nhi Nhi. Lên số điện thoại giùm chị Thanh đi. À, lấy bảng với chai nước hoa 45 mà cưng lấy chai nước hoa nào? Cưng lấy chai nước hoa màu xanh hay là chai gold, chai gót? Đây chai màu xanh với chai màu nu này cưng lấy cái chai nào? Có hai màu, cưng lấy màu nào cưng ơi? Rồi lên xuống gọi giùm chị Thanh luôn, bé Nhi Nhi giống bé Nhi Nhi bé Nhí quá vậy ta. Đây nè, cưng lấy cái nào cưng? Cái này là chai này là màu hồng, màu nu đi ha. Màu nu còn này màu xanh nè, cưng lấy hai chai này, cưng lấy chai nào, cưng lấy chai màu nào cưng. Rồi cưng lên số điện thoại giùm chị đi ha. Ở mấy chị nhà mấy chị có bé gái mấy chị mua một vỉ một set gì đi. Màu nu rồi ok em. Rồi màu nu nè, 45.000 luôn. Rồi em lên số điện thoại giùm chị nha cục vàng. Rồi set kẹp tóc nha mấy chị, set kẹp tóc 10 món nha mấy chị. Còn cái này là kẹp tóc nè mấy chị, kẹp tóc Thanh sale có 35.000 thôi, Thanh còn có mấy chục cái thôi mấy chị. Đó, Thanh lấy số lượng nhiều lắm, Thanh còn có mấy chục cái thôi, Thanh sale cho mấy chị 35.000 một cái thôi. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là kẹp tóc nha mấy chị. Cái này hình như là mọi lần cô Ngân Bách lấy nè. Rồi cảm ơn nha. Ừ đúng rồi, Nhí bé Nhí con thử phải không? Rồi cái này là sữa tắm Thanh sale 50.000 một chai mấy chị, cái này hàng công ty nha mấy chị ơi. Hàng công ty nha. Thanh sale cho mấy chị luôn, 50.000 một chai, sẵn đơn đi mình đi luôn cho nó liền, nó lợi tiền ship mấy chị nha. Sẵn một lần đi rồi tốn tiền ship mà mấy chị là quất luôn cho đủ bộ mấy chị xài luôn mấy chị nha. Một lần đi vậy là mình đỡ tốn tiền ship cho nên là mấy chị tranh thủ mua đi, thêm một chai sữa tắm 50.000 nha, 50.000 một chai sữa tắm. Còn cái này Thanh còn hai chai nè, chị nào lấy Thanh sale luôn mấy chị. À còn hai hộp nè, chị nào lấy Thanh sale luôn hai hộp này. 120. Sữa tắm ok chị Kim Tâm. 50. Lấy cái đó đi con. Nè. Đi giá vô. Đây cái này là cái hộp này là cái hộp mà yến mạch nha mấy chị ơi, yến mạch nha. Hàng này là mấy chị khỏi lo vậy trơn ha. Đó, hàng này yến mạch nè, 70.000 nè. Còn này là mầm đậu, sữa đậu nành nè. Đậu nành, bột đậu nành rang nha mấy chị ơi. Bột đậu nành rang nè. Mấy chị mua hai hộp Thanh bán 120 ra. Sữa tắm ok Hoàng Uyên nè, sữa tắm 50.000 nè. Đó, một lần đi tốn tiền ship mấy chị mua đi mấy chị. Đó, sẵn luôn tiện mình gửi luôn. Ví dụ như mấy chị mua một món cũng 35.000 tiền ship. Mấy chị mua hai món cũng 35.000 tiền ship, mấy chị mua 10 món cũng 35.000 tiền ship. Sẵn Thanh bán hôm nay cái giá nào cũng rẻ hết trơn á mấy chị. Đó, giá nào cũng rẻ cho nên là mấy chị mua đi, lợi cho mấy chị chứ không phải lợi cho Thanh đâu nha. Mấy chị mua nhiều tiền ship Thanh phụ á mấy chị. Đó, mấy chị mua nhiều là tiền ship là nó cân nặng cho nên là nhiều là Thanh phụ thêm á mấy chị á. Chắc mua thùng con ơi, ngày mai lấy thùng với lấy ít đồ luôn. Đó, hai hộp này là Thanh sale cho mấy chị hai hộp này 120 thôi mấy chị. Nghe hai hộp 120. Cái hộp yến mạch này là 70, cái hộp này là cũng là 70.000 luôn mà Thanh sale hai hộp này sao 120 thôi mấy chị nha, 120 hai hộp. Mấy chị uống đi ghiền luôn á mấy chị. Còn hai hộp nha. Cái này là Thanh có uống rồi cho nên là mấy chị đừng có lo nha. Đừng có lo nha mấy chị.
Còn cái này, chai xịt kích mọc mọc tóc nè mấy chị. Chai này là chai xịt bưởi nha mấy chị ơi, xịt bưởi. Cái này là ví dụ mấy chị mà đầu bị rụng tóc nè. Mấy chị bị Covid đó, mấy chị rụng tóc, mấy chị bị hói đầu hay gì đó. À, mấy chị xịt cái này cho Thanh, xịt bưởi nha. Ê, cái dầu gội bưởi đâu rồi? Nó nằm ở dưới đây. Lấy cho gì gội bưởi đây. Đây cái này, cái chai này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Cái này ghi sao vậy trời? Dưới thùng gội bưởi nè. Thanh còn một chai. Trời. Thanh sale cho mấy chị 100 ngàn luôn. Xịt bưởi nha mấy chị, xịt bưởi nha. Dưỡng tóc, kích mọc tóc nè mấy chị. Đó, chị nào mà rụng tóc mấy chị xài cái này nha. Mấy chị kèm luôn. Đây, cái này là dầu gội nè. Dầu gội này là kích mọc tóc nha mấy chị. Nuôi dưỡng tóc, kích mọc tóc nè. Đó, dầu gội bưởi của Pháp nha mấy chị. Một cặp gì là 150. Một cặp dầu gội xả bưởi nè. Một chai là gội, một chai là xả nha. Đó, mấy chị xài kết hợp với cái chai xịt này. Khi mình gội đầu xong mình vô á, mình xả ra, có chai dầu xả mình xả xong rồi bắt đầu cái tóc mình nó ráo ráo nước á mấy chị, rồi mấy chị lấy cái này mấy chị xịt lên trên tóc á là nó sẽ kích thích mọc tóc nè mấy chị nha. Cái này là xịt bưởi nè, còn này là dầu xả bưởi nha mấy chị, dầu gội xả bưởi 150 một chai. Hả, chị nào chưa xài thì giờ xài thử nha. Chị nào chưa xài thì xài thử đi. Còn sữa tắm 50 ngàn một chai. Chị nào lấy thì lấy luôn để Thanh chốt luôn ha mấy chị. Rồi cái này là 45 ngàn. Nước hoa 45 ngàn. Màu xanh với màu nu nha. Màu xanh với màu nu nè. Đó, chị nào lấy cái nào thì chốt giùm Thanh luôn ha. 45 ngàn một chai luôn. Cái này là khăn ướt. Mua 10 bịch tặng một cái thùng luôn. Đó, 10 bịch khăn ướt bịch nè. 105 ngàn tặng luôn cái thùng nha mấy chị. Cái thùng này nó có nắp đậy mấy chị, rất là tiện luôn nha. Bỏ đồ lặt vặt linh tinh vô đây, hoặc là mình bỏ đồ lót đó mấy chị. Bỏ đồ lót hoặc là bỏ vớ nè. Vớ hoặc là mấy cái đồ lặt vặt linh tinh rồi mấy chị bỏ vô đây có nắp đậy luôn, có quai sách luôn. Một thùng vậy 105 ngàn. 10 gói. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là khăn vịt 105k. Rồi. Thôi Thanh bay mấy chị nha. Đây cái hũ này. Ôi chị nào chưa có mua cao gừng đi, còn một hộp duy nhất 120 nè. Còn một chai duy nhất 120. Ai quên nữa, sữa tắm Bạch Ngọc Liên. Sữa tắm Bạch Ngọc Liên 70.000. Nha, thơm lắm. Sữa tắm Bạch Ngọc Liên là 70.000 một chai. Còn cái này là sữa tắm Livi. Sữa tắm Livi nè, 70.000 một chai luôn. 70.000 một chai sữa tắm Livi nha mấy chị. Còn này là dung dịch vệ sinh nè, sale cho mấy chị 180. Này hàng xịn nha. Cái này là 180 nè, dung dịch vệ sinh phụ nữ nha mấy chị. Đó, cái chai này nó xịn chưa mấy chị? Chai giống như chai nước hoa nè. Xịn sò luôn. Ồ, có nắp đậy nè, quá xịn luôn. 180 nhưng còn 2 hộp nha mấy chị. Còn 2 hộp Thanh sale cho mấy chị 180. Dung dịch vệ sinh, chị nào lấy chốt cùng Thanh là dung dịch vệ sinh. Còn cái này Thanh sale cho mấy chị luôn. Tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết hôm nay sale cho mấy chị sập sàn luôn, 35.000 một chai. Cái này của Hàn Quốc nha mấy chị. Của Hàn Quốc nha, sale cho mấy chị 35.000 một chai. Chị nào lấy chốt cùng Thanh là tế bào 35k nha mấy chị. Tế bào 35k, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Rồi cái này là hấp dầu. Hấp dầu tóc nha mấy chị, ủ tóc á mấy chị. Ủ tóc nha, sale cho mấy chị luôn 85.000. Hũ này của Thái. Thơm lắm. Ủ tóc chị nào lấy chốt giùm Thanh là ủ tóc Thái 85k. Thanh còn 2 hộp. Sale cho mấy chị luôn 85.000. Ta còn gì nữa không? Rồi lăn nách. Lăn nách 45.000. Đây lăn nách này phèn đá nha mấy chị. Ô là mèn, cái này là mấy chị xài đi nó phê lắm mấy chị. Xài là ghiền nha. Đó, bình thường mấy chị mua có cái chai này không à. Rồi ủ tóc Hoàng Uyên nè. 85.000 ghi giùm gì Cảnh ơi. Cảnh. 85.000 ghi giùm gì ấy. Có ủ trắng mặt không chị hả?
ủ trắng mặt hả? Ủ trắng mặt là có cái mặt nạ thôi, có mặt nạ thôi cưng ơi. 85 thôi. Ờ 85. Có mặt nạ, mặt nạ, mặt nạ thì nó sẽ trắng. Đây mặt nạ nè. Đây, trời ơi, ủ làm cái gì chứ mặt nạ này cứ hằng ngày cũng đắp lên cho chị. Cứ mỗi ngày mỗi đắp cái mặt nạ này lên là trời ơi trắng liền. Đắp xong là thấy là trắng liền chứ khỏi nói gì hết trơn á, mà nó phê lắm nha. Mặt nạ nhau thay cù thăm xeo luôn 49.000. 49.000 nha. Cái gì nó nói gì vậy Cảnh? Cảnh 49.000 cưng, mua cái này đi, cái hộp mặt nạ nhau thay cù này là nó làm cho cái da mình trắng. 49.000 một hộp 10 gói. Đây mấy chị test nước hoa. Test nước hoa của Trang Hiền nó làm gì á? Mặt nạ ok Phạm Yến. Rồi, nó đập xăng dịch luôn rồi. Ok, mặt nạ 49 nè. Nè con, Phạm Yến nè. Với lấy một lần trước nha. Cái gì là bài lấy em dùng thử. Ồ, xài đi cưng, cái đó em đánh chị Thanh cũng đắp cái đó đó. Trời ơi, nói chung là hàng nào chị Thanh bán qua lấy nha. Hàng nào chị Thanh bán ok chị Thanh lấy nha. 49.000, người ta bán 60.000, Thanh bán có 49.000. Nè con ghi giá 49.000. 90 hả? 90.000 á, Cảnh nó 90.000, quên mấy chị. Nè. Người ta bán 90.000, Thanh bán 74.000 mấy chị. 74.000 mà bây giờ sale cho mấy chị có 49.000. Ủa cái này 49.000. Bán lỗ quá trời. 49.000 mà lãng quảng mấy lỗ. Thanh bán 74.000 mấy chị. Mà giờ Thanh bán cho mấy chị có 49.000 thôi. Chị nào không mua tiếp. Nạ nhau thay cù thì mấy chị biết hay mấy chị gõ Google đi, mấy chị vô là mặt nạ nhau thay cù là mấy chị biết giá rồi ha. Sale cho mấy chị có 49.000 thôi. Nha, chị nào chưa lấy về xài mấy chị. Mấy chị bỏ vô ngăn mát á, ngăn mát tủ lạnh đó. Cái mấy chị đắp. Cái gì vậy? Cái mấy chị đắp lên trên mặt mấy chị nằm, mấy chị đã bấm điện thoại, mấy chị lướt Facebook ha, rồi mấy chị không em đi vô em giờ để em cảm đi. Đó mấy chị xài đi là da mặt của mình nó thơm lắm nha. Thơm mà nó trắng da nữa. 49.000 thôi. Mấy chị mua rồi mấy chị mai mốt kiếm Thanh nha. Ủa Thanh ơi 49.000 còn không? Bán giá này hoài là chết luôn á. Đó 49.000 nạo nhìn nạ nhau thay cừu. Còn cái này là nạ alpha nè. Đó cái này là xịn hơn nè. Cái này là 140 nè mấy chị. 140. Ủa cái này là nhiêu miếng ta? 28 miếng hả? Này nó để là 28 cái gì nhân 20 nè. 20 miếng. 20 miếng. Cái này là 20 miếng nè. Không nghĩa gì. Chó mẹ hả? Ai vậy? Em hả? Lấy em một hộp ok em. Rồi một hộp nè, 49.000 nhí bé nhí nè. Đó, mấy chị ơi, cái này số lượng có hạn nha mấy chị. Còn cái hộp này là 140 nha, 20 miếng nè mấy chị. Cái này là nạ alpha nha mấy chị. Cái này là của Nhật nha. Hàng này là của Nhật nè. 20 miếng, cái này Thanh còn có một hộp thôi, không có hộp thứ hai đâu. Thanh sale cho mấy chị luôn 140. Đó, hộp này là 140 nha, 140. À, nguyên chiếc quốc bự là chai bự mấy trăm á hả? Còn chai. Bán rồi, Đồng Phương lấy rồi, ngày mai đi. Chiếc quốc biết rồi, nhớ rồi. Chiếc quốc có ngày mai đi cưng. Để chị mai chị coi thử là nó có về hàng, nó có cái đó không? Có chị lấy. Nạ hoa anh đào hả? Không, Thanh có nạ này thôi, có nạ anh pha nè. Nạ anh pha với nạ nhau thay cù thôi. Đó, cái này là 49.000. 49.000. Trời ơi, cục vàng lâu dữ mới lại thăm chị.
bởi vì nó không lại thăm chị ế rồi trông muốn chết à. Đây muối bò mấy chị 25.000, sale cho mấy chị 25.000. Mấy chị Thanh nói mấy chị nghe nha, mấy chị thường xuyên đắp mặt nạ là rất là tốt cho da nha mấy chị. Một ngày mấy chị đắp một miếng nha. Một ngày đắp một miếng. Một miếng mấy chị có thể đắp được hai lần, buổi sáng đắp một lần, buổi chiều đắp một lần, một miếng gì đắp được hai lần. Nha mấy chị, một miếng mặt nạ là mấy chị đắp được hai lần, buổi sáng và buổi tối. Nói chung lúc nào rảnh mấy chị đắp, nói chung là một miếng là mình đắp được hai lần đó mấy chị. Mấy chị thường xuyên mấy chị đắp vậy là cái da mặt của mình nó bổ sung thêm cái dưỡng chất cho cái da mặt mình mà nó trắng nữa nha. Còn này muối bò nè. Muối bò là sale cho mấy chị có 25.000 thôi. Người ta bán 45.000, sale có 25.000. Cái này tắm nó tẩy tế bào chết. Nó cá ra mà nó đã lắm. Mấy bọc. Cái hai bọc đi. Thầy thử đi, trời ơi, xài massage tay đã lắm. Để cô ghệ ra kêu cầm tôi. Trời ơi quá đã luôn. Xài là đã luôn. Nói không đã nghe bà nói là đã luôn. Xài rồi ghiền rồi nó tìm bà Thanh không á. Chứ mà giờ muối bò ok Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên ơi, lấy mấy bọc Hoàng Nguyên. Có hai bọc đi 50.000. Nó tìm thấy nó giấu luôn á, cho hay làm chi. Lấy mấy bọc Hoàng Nguyên ơi. Một bọc có 25, người ta bán 45.000, Thanh bán 25.000. Lấy cái gì mấy bọc muối bò ơi. Đây, mấy bọc ủ tóc đó luôn. Người ta bán 45.000 nó cục vàng đuôi. Chị bán có 25.000 thôi. Lấy hai bọc quá cưng. Chị ơi, em có chốt thêm hai bộ đồ trong tin nhắn, chị xem còn ngày mai chốt cho em luôn. Ok cục vàng, chút chị coi toàn chị lấy hai bịch rồi. Ok nè Hoàng Nguyên nè. Là cục vàng lấy hai bọc hay lấy một bọc, lấy hai bọc đi. Đây 25.000 á mấy chị. Trời ơi người ta bán 45.000, bán 25.000 mấy chị đi vô siêu thị có nè. Vô ở đâu cũng có nè, mỹ phẩm tiệm nào cũng có chứ. Người ta bán 45.000 không nè. Thanh bán cho mấy chị có 25.000. Chị nào lấy muối bò chốt giùm Thanh là muối bò nha, 25.000. Trễ giờ Thanh nè mấy chị ơi, trễ giờ Thanh nè. Tiếp, cái này còn một chai Thanh bán cho mấy chị luôn, 60.000. Cái này là ủ tóc nè mấy chị ơi, ủ tóc, cái này là ủ tóc collagen nè. Còn một bịch xeo, ê có xài ủ tóc không? Trời ơi tóc nhuộm mỗi lần gội đầu xong rồi xả này. À làm miếng hả? Rồi định vụ mà nó không chịu rồi, nó tối ngày đi tiệm nó hưởng thụ không à. Chết rồi. Định vụ mà vụ không được. Mệt mỏi mà phải ra tiệm hưởng thụ chứ mở được gì. Chị cũng vậy. Chị toàn là ra tiệm luôn, chị làm biếng dữ lắm nha. Chị luôn á, mà sao mà đục nổi mệt á chị. Ừ. Xong rồi làm mệt ra ngoài thì đi tiệm thư giãn rồi chứ. Ừ. Đây 60.000, sale 60.000 rồi mấy chị, ủ tóc nha, ủ tóc collagen. Thơm, mùi thơm dữ lắm luôn, còn một bịch sale cho mấy chị luôn 60.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh là ủ tóc 60k nha mấy chị. Muối bò, chị nào lấy muối bò nữa không? Chị nào lấy muối bò. Alpha ha. Lấy cái này nè, cái mặt nạ này xịn. Cái này là cái gì vậy? Nhau hai cùng. Cái này nó bắn nha. Cái này của Nhật. Ai biết muốn lấy cái nào lấy? Cái này chị đang. Cái này chị đang xài. Thị nó bán này. Nó bán là trăm mấy cái một hộp. Bịch mười mấy ngàn. 13.000 đúng rồi không? Bịch mười mấy ngàn. Đúng rồi, chính xác 13.000. Em cái này chị đang sale á. À, cái này là của Nhật nè. Chị mua này cho con gái chứ mình chị. Trời mua cho con gái mừng ra. Trời ơi thấy cái này nó khoái có 35.000 à nè. Trời ơi cho nó khoái để nó thứ bảy chủ nhật nó ra nó lựa đi. Ê, ê trời đây nè con gái nè. Ô là trời, đem này về nó khoái dữ nữa, nãy giờ chị đừng sao không thứ bảy chủ nhật nó mới lại lựa được. À rồi ha. Đây nè, cái này là con gái em là thôi vô địch với nó đi ha. Ủ tóc bịch rồi ok. Cái không cây mất ra coi. Ừ mất ra xịn nha. Ủa cái này về cho nó khoái à. Xong rồi nè. Giờ hồi đó kéo ha, bây giờ thấy nó trời luôn. Ha tiện, trời ơi nãy giờ chị bán quá trời luôn. Không cái này nè, nó mê cái này nè. Có 70.000 thôi. Cho nó chơi. Bịch ủ tóc ok Hoàng Uyên nè. Cái này hay đó. Cái này dẻo. 90. Mascara lấy cho xịn nè. Nó có hai loại nè. Loại này 160 nè. Sau rồi hồi chiều về mới. Đây cái này thì 130, cái này 160. Lấy cái nào? Cái này lấy này hả? Lấy này.
chị chuẩn bị đi tiệc cho nên là. Cái đó là sao? Cái này là nó nuôi dưỡng mi, nó làm cho mi mình nó giống như là nó không có bị quấn cục á, nó xịn hơn chứ. Ok Hoàng Yên nè. Ai biết cưng lấy cái nào cưng lấy. Cưng lấy một trong hai cái, còn cái chị lấy. Cái này có pha chế gì không hay là để gì tắm luôn? Đổ ra, mình dội cho người mình ướt nha. Cái bắt đầu mình đổ ra tay cái mình chà lên như nè. Chà sát gì đó. Đúng rồi, giống như sát muối cá vậy đó. Đâu có mình chà nào mình thích thì mình tắm lại là sạch lại thôi. Đó, chà muối con cá sao mình chà cho mình vậy đó. Cá sạch thì mình sạch đó. Đúng rồi, mỗi lần là chà muối lên cá, bây giờ chà muối lên người là muối người đó. Mà nó thơm dữ lắm. Cái muối nó đổ ra nó thơm phức à. Rồi chị nè. Có ai bán đồ mà chứ nó diễn tả như tôi không trời. Muối như muối cá là muối người. Có ai mà lên dễ thương vậy không? Nói tôi bán đồ tôi nói thực tế à. Đúng không? Muối người mà. Muối người thì mình nói muối người. Đây mấy chị, cái này cũng bán luôn mấy chị. Đây một cái 35.000 mấy chị nè. Mấy chị dán lên cái này, dán lên trên tường nha. Rồi cái này mấy chị dắt lên vậy nè. Đó, ô là trời. Đứng đây hồi là sạch túi nữa. Tới luôn chuyện nữa chứ. Đó nè, nó dán lên rồi mấy chị đựng bàn chải đánh răng nè, kem đánh răng. Xả em hủ ủ tóc em lấy. Hoàng Uyên xả. Cái gì? Cái đó. Mua trời ơi. Cái 35.000 ba cái 100. Cái hộp vàng vàng là cái hộp gì vậy chị? Đâu? Thằng ướt lên chạy qua lấy em gì á, ướt hết trơn. Một thùng vậy là 10 gói là 100 mấy gì, 101 một thùng. Qua lượm mấy cái này cái gì á? Thằng ướt gì hả? Cái này thằng ướt này mình lau miệng lau lộ nè. Hiểu rồi. Cái này em nó được ướt kia. Nó ngay đợt khuyến mãi nó tặng cho mình cái thùng này. Như bình thường cái bịch này là một bịch chỉ là 12.000. Rồi tính tiền cho thằng nhỏ đi, bớt nhỏ đi bớt nha. Lấy cái này không? Luôn. Lấy ba cái đi ha. Không, cái 35 một cái mình thôi. Để chỗ bàn chải ấy thôi. Nó có cái đồ rồi chống ấy nữa nè. Nữa em có gì tận dụng thì em nha. Nè bỏ đó đi chút tính tiền luôn. Rồi nè, ba gói rồi về đó. Là cái gì đưa lên gì tính tiền con? Con để đâu rồi? Về hết nữa đây. Con giờ dư nhỏ nữa rồi. Con đây hồi nãy chị nói cái gì của Hoàng Nguyên xã cái gì? Xả cái hũ ủ tóc á. Hũ màu vàng á, cái hũ ủ tóc màu vàng. Để đây lát con cảnh nó ấy. Cái này 160, cái này 25 là 185, 190, 220. Bỏ bọc cho chị nè. Tụi lấy hai hũ luôn không chịu. Nè rồi bỏ cái này vô, đi giá 60.000. Đưa cho con cảnh bỏ bọc cái đi. Thôi con bỏ bọc luôn đi. Gì thêm nữa không? Thứ bảy dắt con gái lại lựa cái đó nha. Rồi nó lại nó lựa cho bà cha tiền bả luôn. Có thằng con trai thì chỉ muốn gì phải đó nha. Còn có con gái rồi thấy đi shop rồi một cái nó lựa từ ra. Rồi hũ này là 100, hũ này 85.000. Nè ghi vô 60.000. Hũ này thanh sale có 85.000 thôi mấy chị. Đây còn cái này là thanh sale nè mấy chị ơi, 35.000 một cái nha mấy chị. Cái này là mấy chị bỏ lược nè, bỏ kem đánh răng, bằng chải đánh răng nè. Mấy chị tháo cái này ra nè, lột cái miếng ra dán lên trên tường. Dán lên trên tường xong mấy chị móc cái này vô đây nè. Mấy chị thấy không? 35.000 một cái, 3 cái 100. Chị nào lấy chốt kinh thanh là cái này là cái nó chống ứ nước đó nè. Ba mươi lăm ngàn một cái nha. Cái này là cái khay đựng bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nè. Ví dụ như đồ cuộc tóc của mấy bé con nhà mình á, mấy chị bỏ vô cái keo này nè, dán lên trên tường hoặc là dán lên trên tủ, dán bất cứ chỗ nào nha mấy chị, nó dính lắm nha. 35.000 một cái đó. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. Còn cái này là tấm trắng. Ok, tóc 35k nè. Phạm Yến nè.
Rồi cốc chị nào lấy chút mình thăm luôn ha. Cốc 35k nha mấy chị. Còn cái này là khay đựng một cái. Rồi ok nè, Hoàng Uyên nè. Đó, một cái 35.000 mấy chị. Mấy chị mua 3 cái thì 100 nha mấy chị. Mua 3 cái thì 100 nha mấy chị ơi. Về mình dán nha mấy chị, dán mình đựng đồ linh tinh nữa, rất là tiện, đựng lược nè, đựng mấy cái dây thun buộc tóc, đựng mấy cái đồ nhỏ mấy chị. Đó, mình dán lên tường, dán lên tủ, dán bất cứ cái chỗ nào mình thấy tiện nha mấy chị. Đó, 35.000 một cái. Chị nào lấy chốt chùm Thanh luôn. Một cái 35.000. Còn này là tấm trắng collagen X3 mấy chị. Tấm trắng collagen X3 này là một hộp là một hộp gì là 75.000. 75.000 một hộp gì là nó có mấy miếng tôi quên mẹ rồi. Ở trong đây hộp mấy miếng trời. Hộp gì là có như có ha. Mấy miếng quên mẹ rồi. Nói chung là quên mẹ gần hộp 75.000, chị nào lấy cho mình. 75.000 một hộp collagen, tấm trắng collagen nha mấy chị. Cái cốc cốc dán tường nha, chị nào lấy chốt hình thanh luôn, cốc dán tường 35.000 nha. 35.000 một cái. Đây nè, hai cái cốc này của khách nè. Rồi cái này là kem collagen X3. Trắng nha mấy chị ơi, cái này sức là trắng nha. Đây nè. Đó, cái này là kem collagen X3, một hộp gì là 150, sale cho mấy chị một hộp 150 thôi mấy chị. Cái này 180 nha mấy chị, 180 Thanh sale cho mấy chị 150 thôi. Đó, chị nào lấy chốt tùm Thanh luôn ha, collagen X3. Đó, một hộp body nha mấy chị 150 thôi mấy chị. Hộp này 180 Thanh sale cho mấy chị 150. Rồi muối bò, chị nào lấy bao nhiêu bịch nữa thì chốt tùm Thanh luôn. Đây, nước hoa bùng kính 4 chai 50.000. 4 chai nước hoa bùng kính 50.000 nha mấy chị. Chị nào lấy chút tùm Thanh luôn. Chống nắng. Chống nắng 45.000, chống nắng UV nha mấy chị. UV cái này UV 50 cộng luôn á mấy chị, 53 cộng luôn nha. Đó cho nên là cái chất chống nắng nó là đạt cao, chỉ tiêu cao luôn á mấy chị. UV 3 cộng nha mấy chị. Còn có một tiếp hay gì à? 45.000. Chị nào lấy chốt tùm Thanh là chống nắng 45k. Còn cái này là siro cá mập. Đây nó có tem nè mấy chị. Cái này là hàng chính hãng, hàng của công ty cho nên mấy chị khỏi lo nha. Cái này là cho bé nha mấy chị, bé biếng ăn lười ăn đó mấy chị. Một hộp gì là 180 nha mấy chị. Siro cá mập. Mấy chị chốt tùm Thanh là siro cá mập nha. Ở siro cá mập này một hộp là 180. Chị nào mà bé nhà mình nó bị biếng ăn lười ăn đó mấy chị. Ở mấy chị mua cái này cho bé, nó kích thích bé ăn nè. Hàng này là hàng của công ty nha mấy chị, cho nên mấy chị yên tâm đừng có lo là con mình uống bậy bạ cả. Tại cái này là con Thanh có uống rồi và con Thanh đang sử dụng luôn. Một hộp là 180. Đó mấy chị yên tâm, cái này là bé nhà Thanh, Thanh có con nhỏ, Thanh cũng cho con Thanh uống cái này nè, nó lười ăn lắm mấy chị ơi. Lười ăn lắm cho nên rồi 180 ghi làm gì. Đó cho nên là Thanh bán, Thanh mua cho con mình uống, như là Thanh lấy nhập về Thanh bán giống như là mình kiếm lời để cho con mình uống đó mấy chị. Kiếm lời cho con mình uống chứ cái này không có phải hàng trôi nổi đâu, cho nên mấy chị yên tâm nha. Không phải là hàng trôi nổi cho nên mấy chị yên tâm nha. Siro cá mập mấy chị gõ lên Google là mấy chị biết hàng của công ty nào rồi hay mấy chị nha. Không phải là hàng trôi nổi, hàng tào lao đâu mấy chị yên tâm nha. Bán đồ mình phải có tâm tí xíu, bán đồ cho con nít trẻ em là mình phải có tâm tí xíu nha mấy chị. Với lại con Thanh nó đang sử dụng cái này cho nên là Thanh biết là nó cũng hiệu quả, nhưng mấy chị muốn cho con mình uống hiệu quả là mấy chị phải kiên nhẫn uống một vài hộp, chứ không phải uống hộp là nó ăn liền đâu nha mấy chị nha. Không phải thuốc tiên đâu mấy chị, cái này là kích thích cho bé ăn nhiều thôi. Đó, một hộp gì là 180. Nhà chị nào mà có con nhỏ mà lười ăn biếng ăn, mấy chị cho bổ sung cho bé một ngày. Nó có hướng dẫn sử dụng nè, bé khoảng bao nhiêu tuổi bao nhiêu tháng là nó có hướng dẫn sử dụng hết nha mấy chị. Bé bao nhiêu tuổi bao nhiêu tháng là dùng bao mấy gói gì đó là nó có hướng dẫn sử dụng. Mấy chị về mấy chị đọc hướng dẫn sử dụng xong rồi cho con mình uống nha. Siro cá mập 180. Rồi tối nay Thanh xuống nha mấy chị, xuống like nha mấy chị ơi.
hút giờ rồi, hút nửa tiếng hồ rồi. Đây Thanh còn nguyên đống à. Anh còn nguyên đống nước hoa tét này mấy chị. Chị nào lấy hết anh bán cái này ha. 150 thôi mấy chị ơi. Ủa, ai mà mua cái này 150 là quá ngon, cham không à con. Cho tỏi đi. Thơm nó cái chai cham này nó thơm mặt thuốc. Thôi uổng. Cái này không bán đâu mấy chị. Không bán đâu. Chai này 150 là lỗ. Tẩy tế bào chết này Thanh còn một chai nè mấy chị, 35 ngàn. 35 ngàn Thanh còn một chai nè. Ủa còn nhiều lắm nha mấy chị ơi, còn nhiều lắm, cái này còn nhiều lắm. 35 ngàn, chị nào lấy chút Thanh thôi Thanh xuống like nha. Hẹn ngày mai nha mấy chị. Bye bye nha mấy chị. Bye nha.